Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương xã An Hảo. Kính thưa Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương. Kính thưa các vị trị sự viên của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Kính thưa các nhà mạnh thường quân. Kính thưa quý vị quan khách và đồng đạo kính mến. Hôm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo rất hân hoan được tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại địa điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo là căn cứ mục 4 điều 32 của Nghị định 92/2012 trên NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở thờ tự của tôn giáo và căn cứ hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chương trình hoạt động đạo sự năm 2015 và được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân xã An Hảo và Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo tổ chức buổi lễ thuyết giảng do nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hiểu biết và tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật của nhà nước và được sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, nên hôm nay chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý tại địa điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo do giáo lý viên Phạm Trung Cang thuyết giảng với đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu trong quyển nhì mà Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo năm 1939.
Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngài Nai Đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, đề nghị hoan nghênh. Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu thành phần tham dự. Xin được hân hạnh giới thiệu giáo lý viên Phạm Trung Cang, là giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, xin hoan nghênh. Ông Quỳnh Văn Đức, giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, xin hoan nghênh. Và ông Phạm Văn Hải, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Và ông Quỳnh Trọng Tính, đại diện cho các nhà hảo tâm và nhà mạnh thường quân. Và kính thưa quý vị, để đi vào phần nội dung thuyết giảng giáo lý ngày hôm nay, xin kính thỉnh quý vị đứng lên trang nghiêm hướng về đại đài để chúng ta làm lễ khai mạc. Hướng về lễ đài, kính lễ Đức Phật, kính thưa thôi. Hướng tâm về lễ đài, kính lễ Đức Quỳnh Giáo chủ, kính dạ thưa xong, mời an tọa, thành thật biết ơn. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần nội dung thuyết giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, đến đây để đọc bài diễn văn khai mạc, xin được trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chánh quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là một nền giáo lý nhà Phật, lấy vô vi chân truyền của Phật Tổ làm nòng cốt. Đức Quỳnh Giáo chủ đã dung hòa nhuần nhuyễn tinh hoa tam giáo, Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo và tư tưởng của riêng ngài để hình thành một giáo thuyết mới vừa phù hợp với nếp sống dân tộc, vừa áp dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy đã sử dụng sấm thi như một pháp bảo nhiệm màu, khơi nguồn cho tư tưởng hòa hảo, nguyện nhập vào lòng dân tộc, và ngài đã thành công trong quá trình thuyết pháp độ chúng, để pháp luân thường chuyển và đã phổ truyền rộng rãi một lý tưởng dị nhân sanh, một nếp sống nhân hòa thiện hảo và đoàn kết cho hàng triệu nhân sanh, nhất là khu vực miền Nam lục tỉnh. Bây giờ Đức Quỳnh Giáo chủ đã lấy chữ hòa mở đường cho bi chí dũng để cứu khổ sanh linh, hướng tới môi trường an lạc. Ở đó khắp thế giới liên dây hòa hảo, và cả nhân loại sẽ cùng nhau bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Hơn nửa thế kỷ, xuyển dương chánh pháp Phật giáo Hòa Hảo đã phổ truyền giáo pháp học Phật tu nhân với hàng triệu nhân sanh, giữ gìn giáo lý chân truyền, góp phần cùng nhân dân cả nước nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Giáo pháp học Phật tu nhân chủ yếu lấy việc báo đáp tứ ăn làm căn bản tu hành, đem lại lợi ích cho nhân sanh và xã hội, đồng hành cùng dân tộc, đã dần dần và thực sự trở thành nhu cầu tất yếu khách quan của quá trình dung hòa đạo đời, luôn gắn bó với cuộc sống đời thường của mọi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tổng hòa các quan hệ xã hội, kinh tế, văn hóa và tư tưởng đạo đức. Do đó, người tín đồ cư sĩ tại gia trưng tu tâm đạo, thế nên việc truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là điều hết sức cần thiết. Chính vì lẽ ấy, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của chánh quyền địa phương, hôm nay Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo hân hoan tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Phạm Trung Cang,
thuyết giảng 4 câu trong quyển nhì Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngài Nai Đà rập dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Ước mong nguồn suối pháp của tổ thầy sẽ thấm nhuần vào tâm hồn của bà con đồng đạo, để mỗi người nhận ra bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống và vững bước trên đường tu hành giải thoát cho thân tâm. Xin kính chúc quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại địa điểm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin được thành thật biết ơn ông Phạm Văn Hải đã đọc lại bài diễn văn khai mạc. Tiếp theo chương trình là đọc lại bài Sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Phần này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Giang là thành viên của Ban trị sự đến đây để đọc lại bài Sứ mạng. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa tức sứ mạng của Đức Thầy do chính tay ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp, trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cớ pháp chuyện, kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thấm. Lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dẫn, cũng điều mại sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chứ bao liệt. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhường ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm vì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cớ đã định, lòng thương trăm họ, vướng cảnh đồ lão chỉ xiết, xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng hoàn thân giúp thế cứu dân, giống thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngạo du tứ hải, dạo khắp thiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi tới ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lội xuống chốn hồng trần, thẳng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tái họa, Phật vương đã chỉ rõ, mái diệu quyền chỉ lập hội long hoa, trọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xưng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đà xét định, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, say mê vật dục,
chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quý chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành máu đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trắng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào, thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế, lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đấu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày đã trợ thế. Nên phương pháp của ta, tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lý dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi, từ vắng chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tái. Đến trung từng tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điên, mượn bút mật tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tịnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lãng xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào hoạn sát thân kiếp chót này đấy, há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin được thành thật biết ơn ông Trần Văn Giang đã đọc lại bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Đực, giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, đến đây để đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Xin được trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý,
đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai, hay hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nó cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hải dung giới hòa, xét người chó tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thư, ta thử được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin được thành thật biết ơn ông Huỳnh Văn Đực đã đọc lại bài lời khuyên bổn đạo. Kính thưa quý vị, để đến chương trình thuyết giảng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị độc giảng viên Nguyễn Thị Bé Tám và Huỳnh Thị Như Phương sẽ đến đây để diễn ngâm lại một đoạn trong quyển nhì. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Cảnh thiên trước thơm to nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Gia quê giúp khuyên người tình ngộ, giả bán buồn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ mão, buồn sớm làng cư ghét điên khùng. Chẳng có ép có nài ba tâm này. Nghe điên dạy sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc
vàng xanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ra niệm mi cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Đức minh cho chẳng ai dám mơ sanh, xưa mà thương phùng bởi do dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng chỉ kẻ được thành thơi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo đáng mà trì chí, Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành thật biết ơn hai vị độc giảng viên Nguyễn Thị Bé Tám và Huỳnh Thị Như Phương. Tiếp theo chương trình là đến phần thuyết giảng. Phần này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phạm Trung Cang sẽ đến đây gặp gỡ quý vị qua đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài Quyển Nhì của Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo năm 1939. Xin được trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, mặt trận các cấp. Kính thưa ông Huỳnh Văn Đực, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương. Kính thưa ông Phạm Văn Hải, trưởng ban tri sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Kính thưa các vị là trị sự viên, thành viên trong ban tri sự Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Kính thưa ông Huỳnh Trọng Tính, đại diện nhà Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các vị là trưởng ban tổ chức đoàn. Kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức, cùng toàn thể ông bà cô bác và anh chị em có mặt kính mến. Thưa cùng toàn thể quý vị, thật là một niềm hãnh hỷ lớn lao vô cùng. Hôm nay được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi được trở về đây, đặc biệt là nơi Ban Chi sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Chúng tôi thấy rằng các ban chi sự các nơi chưa có ban chi sự nào tổ chức thuyết giảng nhiều như ban chi sự nơi đây chưa đồng đạo. Quả thật là một con số kỷ lục. Phải nói là ban chi sự nơi đây khéo léo uyển chuyển tổ chức và làm cho cái hội trường nơi đây hết sức là linh động. Với việc làm của ban chi sự cũng như các vị trong ban tổ chức đoàn, các vị các nhà Mạnh Thường Quân cũng như toàn thể chư quý vị chúng ta xa gần trở về đây để mà chúng ta tổ chức chương trình thuyết giảng cũng như chương trình niệm Phật, thì với việc làm này chúng tôi tin tưởng rằng Đức Tôn Sư Vô Vàn kính yêu chúng ta dầu cách xa mấy dặm trùng dương, hai ngài đang giáo hóa một thế giới nào đó, nhìn về quê nhà thấy đồng đạo chúng ta biết quay quần, biết đoàn kết, biết cùng nhau để xiển dương giáo pháp, thì điều này Đức Tôn Sư Vô Vàn kính yêu chúng ta rất là vui lòng thỏa dạ. Bởi vì bằng chứng qua câu lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này,
băng rừng dạt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. Thưa cùng toàn thể quý vị, với việc làm của ban trị sự ở đây cũng như toàn thể chư quý vị, chúng tôi không thể nào tán thán ca ngợi cho cùng. Xin nguyện cầu chư Phật, quay linh đức thầy đồng chiếu trì gia hộ cho toàn thể quý vị chúng ta luôn được thân khỏe tâm an. Và lời nói đầu tiên cũng chúc quý vị hôm nay trở về nơi đây để hội ngộ trong cái buổi tối này, kính chúc quý vị chúng ta sau khi trở về nhà mỗi người đều phát bồ đề tâm để rồi tinh tấn tu hành, để chúng ta đắc thành đạo quả, để không phụ cái công ơn vĩ đại của đức thầy vô vàn kính yêu chúng ta. Thưa cùng toàn thể quý vị, hôm nay quả thật là chúng tôi thấy rằng cái duyên lành hội ngộ mà được quý vị chúng ta trở về đây nhân ngày lễ của cụ Nguyễn Trung Trực, đồng đạo chúng ta có người thì đi dự lễ để rồi chúng ta trở về đây niệm Phật, có người thì chúng ta trực tiếp đến đây để rồi chúng ta niệm Phật. Thì thưa cùng toàn thể quý vị, xét thấy rằng mỗi người chúng ta từ các nơi, người thì ở là Phú Tân, Phú Mỹ Phú Tân, người thì ở là Tháp 10 Đồng Tháp, người thì ở Lấp Giò Đồng Tháp, người thì ở Vĩnh Hưng vân vân. Nhưng mà chúng ta có duyên lành hội ngộ trở về đây, quả thật là đúng với câu mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà, phải không chứ đồng đạo? Và kẻ ở mé biển, người ở đầu rành, hoặc gom một mối người lành quy tây là chỗ này. Hôm nay chúng ta trở về đây để rồi trong cái ngày niệm Phật này, với cái việc làm của ban trị sự cũng như quý vị, chúng tôi thấy rằng quả là một cái điều quý báu vô cùng. Giờ đây thì lời nói đầu tiên chúng tôi xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể ông bà cô bác anh chị em nơi đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, như chúng ta biết, đức thầy vô vàn kính yêu chúng ta vì một hoài bão thiêng liêng, đó là nhằm tác cạn sông mê để đưa tất cả chúng sanh đến bến bờ an lạc giải thoát. Cho nên dù gặp biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ khó chung chuyên, nhưng mà đối với Ngài vẫn không trùng bước. Ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chí với nao lòng, dắt diều nhân loại câu huyền bí, bủa đức dạy đời rạng Á Đông. Với chí nguyện kiên cường, với lòng từ bi vô lượng đó, mà Ngài đã xong thiền giác, để rồi cứu vớt tất cả chúng sanh không còn luân hồi đau khổ nữa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, xong thiền giác rước đưa sanh chúng. Để chừng nào cõi trời, cõi người, cõi thần A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ địa ngục không còn sống trong tam giới luân hồi, thì bổn nguyện đức thầy mới ngơ nghĩ chư độc đạo. Phần sĩ tăng tay chống miệng kèn, giác thiện tính chắn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Với cái bổ nguyện lớn lao này, chúng ta vừa đọc nghe qua, đồng đạo chúng ta rất là thấm thía, vì bùi ngồi thương cho đức thầy chúng ta là một vị cổ Phật nơi trăng trời cực lạc, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, là bởi vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Nên hôm nay đức thầy ra đời mở đạo không gì hơn là tác cạn sông mê để đưa chúng sanh không còn luân hồi đau khổ nữa chứ đồng đạo. Vì vậy mà đức thầy đưa ra nhiều phương tiện pháp môn cùng một lúc, còn gọi là tam độ nhất như. Thứ nhất là trị bệnh độ đời, thứ hai là thuyết pháp độ đời, và thứ ba là sáng tác kinh giảng độ đời. Nhưng mà mục đích chính của đức thầy là sáng tác kinh giảng độ đời, cho nên sau khi đức thầy ra đời mở đạo thì mặc dù đất nước chúng ta đang bị thực dân Pháp xâm lược và người Pháp giờ đức thầy rài đây mai đó, nhưng mà Ngài cho biết là khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tứ nước dung phân cây quý. Hay là Ngài cho biết là nhờ ơn ngọn giúp thêm chí cả, nhờ người Pháp giờ đức thầy rài đây mai đó mà Ngài có cơ duyên truyền đạo khắp nơi. Do đó mà Ngài đi đến đâu thì Ngài sáng tác kinh giảng, Ngài thuyết pháp đến đó. Nhưng mà mục đích chính của đức thầy là sáng tác kinh giảng đạo đời, bởi vì Ngài cho biết là chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa chữ thẩm thâm trong kinh Phật giáo. Hay là viết một ngọn lưỡi này một tấc,
đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển, liên dây hòa hảo. Thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em, sau khi Đức Thầy ở tại Tổ đình Thánh địa Hòa Hảo vào ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy chấp bút đề thơ, sáng tác ra phẩm kinh gọi là Kệ Văn của Người Khùng. Đây là cái phẩm kinh để nói lên cái sứ mạng thiêng liêng cao cả của Ngài, và đồng thời Ngài vạch rõ cho chúng ta thấy được rằng cái cõi đời nó là đau khổ, và chúng ta đang chịu quằn quại dưới cái ách thống trị của thực chân pháp. Cho nên Ngài kêu gọi mọi người phải cố gắng tăng gia sản xuất, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chắc, phải sốt sắng làm ăn cần thiết, nghèo dưới đói từ đây sẽ biết hàng ngoại bang bố thiết ta hoài, khuyên bá gia hãy ráng miệt mài, dầu rách trước cũng mau cần kiệm. Và đồng thời Ngài kêu gọi mọi người hãy trở về cái chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước, tức là trở về cái nguồn pháp vô vi mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thằng thú. Tức là chúng ta không nên chạy theo âm tinh sắc tướng, như xá phướng lầu kho đốt giấy tiền vàng bạc vân vân. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Và đồng thời Ngài xương minh lên pháp môn tịnh độ, để nhằm mục đích cứu vớt tất cả chúng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A-di-đà. Nghe điên dạy sau này thơ thảnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, đừng có ham lên mặt khùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Thưa cùng toàn thể của anh chị em, vậy thì trong buổi tối hôm nay, chúng tôi sẽ được gặp gỡ quý vị qua bốn câu giảng của Đức Thầy, đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Giờ đây kính mời toàn thể quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu qua bốn câu giảng của Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào. Thưa cùng toàn thể của anh chị em, qua chân lý Phật Đà thì rất là uyên thâm, mà phàm tâm thì nan chắc, không thể nào đem tâm phàm mà lường hết được cái ý của Phật Thánh. Cho nên trong chỗ trình bày thì không làm sao tránh khỏi những thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh cao đồ Đức Thầy cũng như toàn thể chư đồng đạo chúng ta quan hỷ và bổ chính cho những gì còn khiếm khuyết, thì chúng tôi xin đê đầu để thọ nhận những lời chỉ giáo của toàn thể quý vị. Thưa cùng toàn thể của bác anh chị em, Đức Thầy dạy chúng ta theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Như vậy thì theo đạo lý là theo đạo lý như thế nào mà để được nhất tâm mà mới kịp, mà kịp với cái gì? Thưa chư đồng đạo, cái chữ theo là gì? Theo tức là chúng ta qua về, chúng ta nương theo. Mà nương theo cái gì chư đồng đạo? Nương theo đạo lý. Mà đạo lý là gì? Đạo lý là đạo là con đường. À, mà lý là cái lý lẽ chân thật. Tức là đạo là con đường, mà thánh đạo là vốn thiệt cái đàn. Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đạo là con đường đi trúng thì sống, mà bước chặt thì tắt chết. Như vậy thì ở đây đạo lý tức là muốn nói là cái con đường. Mà con đường này đưa con người đến chỗ an lạc hạnh phúc, đưa con người đến chỗ giải thoát. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi mình là theo đạo lý, tức là chúng ta theo cái con đường giác ngộ, theo cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã vạch, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. À, như vậy thì hôm nay đồng đạo chúng ta hiểu được cái câu này Đức Thầy dạy chúng ta là theo đạo lý, tức là chúng ta quy theo đạo đó chứ đồng đạo. Như vậy thì theo đạo lý là mình quy theo đạo. À, mà hỡi cái người có quy theo đạo rồi thì phải sao? Bây giờ chúng ta quy theo đạo thì phải nhất tâm mới kịp. Bởi vì nếu như chúng ta quy theo đạo mà chúng ta không một lòng theo đạo, không một lòng tu tập, thì làm sao chúng ta thoát khỏi được cái con đường sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là theo đạo lý phải nhất tâm. Chữ nhất là một, mà chữ tâm là lòng. Tức là theo đạo lý nhất tâm là chúng ta một lòng quy theo đạo, một lòng tu tập theo đạo của anh chị em. À, như vậy thì theo đạo lý là chúng ta quy theo con đường giác ngộ của Phật, chúng ta quy tu tập theo cái con đường giải thoát của Phật, của Thầy đã chỉ dạy. Nhưng mà nhất tâm là một lòng. À, như vậy thì một lòng thứ nhất là chúng ta một lòng theo đạo, và một lòng thứ hai là một lòng tu tập chư đồng đạo. Như vậy thì một lòng theo đạo là như thế nào? Thưa cô bác anh chị em, một lòng theo đạo đó là chúng ta khi đã quy theo đạo rồi đó, thì mỗi người chúng ta phải làm sao quán xét cái tôn giáo mình quy theo, nó có đạt được mục đích yêu cầu của mình hay không,
nó có đạt được cái nguyện vọng của mình hay không, nó có đúng với cái là sở trường của mình hay không, nó có đúng với trình độ khả năng của mình hay không. À, khi chúng ta tìm hiểu kỹ càng rõ ràng thì chúng ta quy theo đạo, thì chừng đó chúng ta sẽ tu tập và chúng ta hết lòng để rồi chúng ta thực hành theo cái giáo pháp của tôn giáo đó. Nếu như chúng ta quy theo đạo mà chúng ta không hiểu rõ ràng một cái tôn giáo mình quy thì coi chừng chúng ta tu coi chừng là không được dứt tâm, mà tu coi chừng là chúng ta bỏ dở nửa đường, chúng ta là bán đồ nhiên phế chứ đồng đạo. Là bởi vì đâu? Bởi vì mình không hiểu rõ ràng. Cho nên Đức Thầy dạy chỗ này rất là kỹ chứ đồng đạo. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta vội vàng theo đạo ấy thầy ấy mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập phàn thờ Phật mà lúc đó ta chưa hiểu ông Phật như thế nào và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, càng tu càng thờ bao nhiêu thì càng tỏ cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà nhạo chơi hỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. À, như vậy thì hôm nay chúng ta quy tâu đạo, chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng rõ ràng cái tôn giáo mình quy theo. Bây giờ cái đạo này dạy mình có tu giải thoát hay không, có hợp với cái sở thích của mình. Bây giờ hôm nay mình nguyện vọng tu giải thoát mà mình quy với tôn giáo này có hợp với mình hay không. Khi chúng ta tìm hiểu rõ ràng, chúng ta thấy rằng đó, hôm nay giáo lý Phật giáo hảo Đức Thầy dạy mình nó rất phù hợp với căn cơ trình độ chúng sanh trong cái thời hạ ngôn ngoại pháp này. Bây giờ mình là người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, mà Đức Thầy dạy đó là bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Như vậy thì mình thấy rằng bổn phận mình không thể tách rời gia đình nhà cửa mà phải chọn một cái con đường tu tập tại gia, thì hôm nay mình chọn giáo lý Phật giáo hòa hảo để mình tu. Đó là chúng ta hiểu được. Và sau đó chúng ta hiểu được rằng đó, hôm nay mình quy theo cái đạo này thì cái tôn giáo này sẽ đưa mình đến cái chỗ hạnh phúc. Ngoài cái gì chúng ta quy rồi, chúng ta còn hiểu được rằng đó cái kết quả của mình tu tập. À, khi mình đã tu tập rồi, cuối cùng cái con đường của mình là đến cái chỗ giải thoát, đến cái chỗ an lạc. Khi chúng ta tìm hiểu rõ ràng rồi thì chúng ta quy theo thì sẽ không bao giờ thối chí năng lòng chưa đồng đạo. Còn mình không hiểu rồi thấy người ta tu cái bắt chước tu theo. Mà chúng tôi xin lỗi chưa đồng đạo nha. Có một số phần đó, có một số quý vị đó thấy người ta tu rồi gặp ham rồi bắt chước tu theo, nhưng mà không hiểu được cái giáo lý đó, không hiểu được Đức Phật dạy gì, cho nên tu theo rồi đó, lay quay rồi đó thì bỏ đạo thôi, tu lay quay rồi thối chuyển, là tại vì không hiểu được rõ ràng. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Như vậy thì mình muốn quy theo đạo, mình phải tìm hiểu, gẫm phán đoán kỹ càng để rồi mình hiểu biết rõ ràng mình quy theo thì chúng ta sẽ không thối chí nản lòng. Và cái nữa đó chưa đồng đạo, sau khi mà chúng ta quy theo đạo đó thì chúng ta phải làm sao hết lòng. Bởi vì một đời một đạo đến ngày chúng thăng. Nhiều khi rồi đó mình không có hết lòng. Bữa nay đó mình quy theo tôn giáo này, ngày mai chúng ta quy theo tôn giáo khác, ngày mốt chúng ta quy theo tôn giáo khác. Như vậy thì mỗi tôn giáo đều dạy con người rất là tốt chứ đồng đạo. Điều dạy con người làm lành tránh ác. Nhưng mà cái cốt lõi làm sao chúng ta phải làm sao hiểu được cái tôn giáo đó, cái đạo đó dạy mình để mình thực hành cho đúng đó. Thì cái điều đó mới là cái kết quả chứ đồng đạo. À, cho nên ở đây đó chúng ta phải làm sao hiểu bằng một cách là rõ ràng, thực tế để rồi chúng ta tu tập, chúng ta thực hành theo. À, thì như vậy thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. Cũng như chúng tôi xin thí dụ gì đi, thay vì bây giờ mình ở nhà mình á, mình có một cái vườn cây mình trồng, mà mới trồng đây nè, mà cái cây này tức là cái cây xoài đi, người ta quy định là cây xoài này đó là 6 tháng mới có trái, mình mới trồng có 3 tháng à. Nói chàng ơi sao mà trồng xoài mà sao không thấy trái xoài chứ, thôi chặt mấy cây xoài này bỏ trồng lại cái thứ khác. Bây giờ trồng lên cây dừa người ta 3 năm mới có trái, mình trồng mới có 2 năm mà, nó chàng ở trồng dừa sao không thấy dừa hết trơn, thôi chặt cây dừa bỏ, trồng lại cái cây khác nữa. Quý vị trồng như vậy cuối cuộc đời quý vị có thu hoạch được không chứ đồng đạo? Có thu hoạch được không? Cứ trồng hoài mà cuối cùng không có thu hoạch kết quả được, phải không? Như vậy thì chúng ta tu theo tôn giáo cũng vậy đó. Bởi vì mỗi tôn giáo đều dạy con người là đến cái là thánh thiện, đến cái điều là tốt đẹp. Nhưng mà sở dĩ là chúng ta không thực hành theo, rồi chúng ta thấy rằng cái đạo này như thế này, đạo kia như thế kia, rồi chúng ta chạy theo hoài, thì cuối cùng đó chúng ta không thu gặt được cái kết quả. À, do đó mà cái điều này chúng ta phải làm sao tìm hiểu cho rõ ràng. À, như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta theo đạo lý nhất tâm, tức là chúng ta một lòng theo đạo, một lòng tu tập, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân mới được, phải không? Dù ai có nói như thế nào, chúng ta vẫn giữ vững một lập trường. Hôm nay mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình quy với Đức Thầy, mình hiểu được giáo lý Đức Thầy,
thì dù cho người ta có nói như thế nào, mình cũng vẫn giữ một lập trường vững chắc để rồi chúng ta không bao giờ sa ngã. Để ông thọ nghe nói ở đâu á, ai linh ứng gì đó, ông này có bùa phép, có tài phép, ông này ổng như đức thầy mình vậy đó, ổng biết này kia nọ đồ kia, rồi cuối cùng chúng ta chạy theo. Cái điều này nguy lắm chứ đồng đạo. Mà chính đức thầy nói đây, ham linh ham nghiệm là sợ e mang nghèo, tức là chúng ta đừng có chạy theo linh nghiệm. Bởi vì Phật trời đâu dụng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ư? Thầy không có dụng phép linh chứ đồng đạo. Mình hôm nay tu đây á, không phải là để đạt được đàn văn đấu võ cởi mây cởi gió gì, không phải chứ đồng đạo. Mà chúng ta tu đây là thể hiện cái tâm hạnh của chư Phật, đó là thể hiện cái tâm từ bi của mình đối với vạn loại chúng sanh, đối với tất cả mọi người, để chúng ta đem lòng từ bi đó, đem tình thương đó mà ban rải cho mọi người. Hễ chúng ta đem lòng từ bi, đem tình thương đó ban rải cho mọi người thì sao? Mình sẽ được mọi người ban rải lại tình thương cho mình. Như vậy thì đó là cái tình thương cao cả, lòng từ bi cao cả. Cho nên Đức Phật khi xưa đó, Ngài hy sinh cả cuộc đời của mình, rồi cuối cùng sao? Đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái. À, như vậy thì hôm nay chúng ta thể hiện qua cái sự tu tập là thể hiện cái lòng từ bi của mình. À, để rồi chúng ta làm sao biết dung hòa, biết tha thứ, biết thương yêu, biết đoàn kết. Chứ không phải mình tu để đạt được đắc đạo rồi để cởi mây cởi gió để mà biết biến biết bay gì, không phải gì chứ đồng đạo. À, như vậy thì chúng ta không nên chạy theo những cái linh nứng, những cái màu nhiệm mà coi chừng chúng ta bị gặp nguy hại, mà chính Đức Thầy đã căn dặn chúng ta rất kỹ chỗ này chứ đồng đạo. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dạy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài khoe, ham linh, ham nghiệm, sợ e mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải giới mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân tránh mới khỏi lâm khổ hình chứ đồng đạo. Như vậy thì phải làm sao lựa cho phải kèo xưa danh mộc mới được. Cái kèo này nó phải là cây thao lao cà chắc căm xe mới được chứ đồng đạo. Chứ coi chừng đó ăn, cây nó không phải danh mộc rồi cây tạp đó, ba cái ròn, ba cái me tây gì đó chứ đồng đạo. Rồi bê u vô một cái rồi quý vị biết, nhìn như là cẩm như là bên vậy đó, rất là tốt. Nhưng mà xét trong mối mọt, học ăn hết trơn mà không hay chứ đồng đạo. Cho nên á, hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta rằng đó, phải làm sao lựa cho phải kèo xưa danh mộc mới được. Tức là phải là cái kèo này là phải cái kèo có tên có tuổi. Tức là cái cây này nó phải là cái cây danh mộc mới được, cây có tên. Chứ đừng có nên chạy theo cái cây tạp, thấy bề ngoài tốt nhưng mà ngoài da coi chắc là trong thời mối ăn là chỗ này chứ đồng đạo. À, như vậy thì hôm nay chúng ta biết được qua lời dạy Đức Thầy, thì chúng ta phải làm sao hiểu được chỗ này để chúng ta giữ vững một cái niềm tin tu tập, để rồi chúng ta mới theo đạo lý nhất tâm được. Để không thôi mình đó là nghe người ta rồi cái mình chạy theo rồi cuối cùng mình bỏ đạo thôi tu. Ngày xưa có cái vị trưởng giả này chứ đồng đạo, ổng đó là rất là mến mộ Phật Pháp nhưng mà không có một cái trí, chỉ có cái tâm thôi mà không có trí, cho nên ai nói gì cũng tin chứ. Vì vậy mà cái nhóm luật sư ngoại đạo đó, là cái nhóm này là gọi là ngoại đạo đó, thì mà những cái người này đó thì quý vị biết đó là chuyên môn là lường gạt ta không, dối thế không, mà tu dối thế lường gạt ta. Vì vậy mà cái người con của ông trưởng giả này biết được mấy người này lường gạt nhưng mà không biết sao để mà độ cha mình vậy, gì quá tin tưởng rồi. Cho nên hôm nọ mới ông mới sắp ra một cái kế hoạch, đó là nói với cha thỉnh các vị mà luật sư ngoại đạo này nè về để mình đãi tiệc và mời một số bà con đồng đạo tín hữu được cái lợi để giữ nha. Thì bữa đó ông cha rất vui mừng, nghe nói đãi như vậy thì ông cha rất là vui mừng. Thì hôm nọ thì đang mà tổ chức chương trình đó để mà thiết đãi đó, thì chưa đi vào cái buổi tiệc thì tự nhiên cái vị mà trong nhóm luật sư này nè, tự nhiên ông ngồi ông cười hả hả lên. Thì xúm nhau ta quay lại ta cười, ta nhìn ông ta hỏi ủa sao mà đây, tại sao lại ngài lại cười. Ông nói ta ngồi đây mà ta nhìn cách đây 500 dặm có cái con khỉ á, nó đang truyền qua truyền lại sao không biết, mà nó cái suối chảy vậy, nó truyền qua truyền lại nó vuột tay nó gớt xuống cái suối, cho nên ta gặp ta tức cười quá, cho nên ta cười vậy. Ai đời nghĩ coi cách 500 dặm mà thấy quý vị ha, cái này là rất là hay rồi phải không, nghe nói 500 dặm là chạy theo liền chứ gì phải không. Nhưng mà chưa đồng đạo ơi, nếu mà người có trí suy xét rồi đó thì người ta sẽ hiểu được rằng để coi ông này như thế nào. Cho nên cái người con của ông trưởng giả sau khi mà mời ra để mà dọn tiệc ra đãi đó, thì lúc bấy giờ đó các cái vị kia đó người ta đó là xớt bát đó thì sao, cơm để dưới, thức ăn để trên đâu đó dung dưới dẻo chân. Còn cái vị mà cười há há hôm nay đó, để thức ăn ở dưới, cơm để trên, rồi dọn ra, ổng cứ ngồi ngơ ngáo, ai cũng nhìn ăn ta ngon miệng ngon lành đâu đó, ổng cứ nhìn ngơ ngơ ngó ngáo. Cái ta mới hỏi ủa sao mà ngài không dùng cơm. Ông nói gì chứ người nghĩ coi á, đưa cơm lạc cho ta vì sao ta ăn được, ai cũng có đồ ăn chân đưa cho ta cơm lạc cho ta ăn được. Nó chàng ơi cấp
Nãy con khỉ cách đây 500 dặm mà ngài thấy, mà cái thức ăn để dưới cơm mà ngài không thấy. Nói tới đây, lúc này ổng đỏ mặt hết trơn quý vị, rồi bỏ ra về luôn. Ai cũng cười ổng chẳng có hiểu biết được là cái người giỏi thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó, qua cái mỗi chuyện này chúng ta thấy rằng đó, bởi vì nếu chúng ta tu mà chúng ta không có cái trí suy xét, mà mình có tâm á, mà không tập suy gẫm cho mở trí đó, thì hay dễ bị người ta lường gạt. Mà có trí mà vô tâm thì hay xảo trá, nên trí và tâm cần phải phát triển cả hai. À, như vậy thì chúng ta mới theo đạo lý nhất tâm được, chúng ta mới một lòng theo đạo được. À, như vậy thì hôm nay chúng ta thấy được rằng qua lời dạy Đức Thầy, thứ nhất là chúng ta nhất tâm là một lòng quy theo đạo. À, không có bỏ cái đạo này theo đạo khác. Thế mà chúng ta quy theo đạo rồi đó, thì một lòng sống sanh ra phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Mặc dù hiện nay nhà nước đó là cho phép mỗi công dân được quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, có quyền theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo, có quyền bỏ đạo này theo đạo khác. Nhưng mà đối với cái người quy theo đạo, cái người tu tập, mà nếu như chúng ta làm như cái trồng cây cắm nãy thì đạt kết quả không? Mặc dù được đó, quý vị theo đạo khác được đó, nhưng mà cái kết quả là thiệt thòi trở về mình. Bởi vì mình không suy xét rõ ràng, mình không lấy tâm lấy trí để mà mình bình đoán, thì cuối cùng chúng ta tu rồi uổng công, mà cuối cùng chúng ta không đạt được kết quả chứ đồng đạo. Như vậy thì chúng ta phải làm sao nghe qua lời dạy Đức Thầy, đó là theo đạo lý nhất tâm, là tức là chúng ta một lòng quy theo đạo. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là gì? Chúng ta một lòng tu tập chứ đồng đạo. Bây giờ quy theo đạo một lòng rồi, bây giờ một lòng tu tập nữa mới được. À, như vậy thì một lòng tu tập là sao? Tức là chúng ta không bỏ đạo thôi tu, khi mà từ khi phát tâm quy tu hành rồi đó, cho đến ngày cuối cuộc đời, chúng ta không bao giờ trùng trơn trái bước, không bao giờ thối chí năng lòng, mà lúc nào cũng phải làm sao cương quyết một lòng để người tu tập, để tìm đến cái con đường giải thoát cuối cùng. Mặc dù có gặp cái hoàn cảnh khó khăn gì đó ha, có gặp hoàn cảnh chưng chiên khổ khó gì đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ thối chí năng lòng, vẫn cương quyết, vẫn kiên trinh hoài. Bởi vì Đức Thầy dạy sao chứ đồng đạo? Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao khoen cân nước lửa, trì thao lắm chuyện lúc non hài, trì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai. Thì sao? Thiên địa tuần quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến vòng lai. À, như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải là một lòng tu tập không bao giờ thay đổi, rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai đừng lợt mới thân mình thánh thơi chứ đồng đạo. Tức là sắc đinh là sao? Tức là cái lòng mình phải cứng như sắt mà phải chắc như đinh vậy đó. Ta thường ta nói lời nói như đinh đóng cột, tức là không thay đổi phải không? Thì ở đây Đức Thầy dạy là rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai. Đừng phai là sao? Tức là chúng ta không có bay đó chứ đồng đạo. Bay tức là đừng phai là đừng có bay, mà đừng lợt tức là đừng có vợt màu, phải đậm một màu mới được, phải mung, lúc nào cũng phải mung phải không? Lúc nào cũng phải tinh tấn, lúc nào cũng phải làm sao chúng ta đó là thể hiện được mình là cái người tín đồ ngoan đạo. Lúc nào chúng ta cũng làm hết các điều mà Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là chúng ta quyết chí tu tập để tìm cái con đường giải thoát, để không còn luân hồi đau khổ nữa. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. À, do đó mà Đức Thầy dạy mình là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, tức là chúng ta phải một lòng tu tập. Nhưng mà muốn một lòng tu tập đó, thì cái thứ nhất đó là về cái người tín đồ mà quy theo đạo Phật giáo hòa hảo, thì chúng ta phải thực hiện đúng qua tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Đó là gì? Về cái cách thức thờ phượng thì sao chứ đồng đạo? Thờ phượng thì phải là làm sao chúng ta thờ phượng đó thì phải đúng giáo lý Đức Thầy, đó là đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì thờ mấy ngôi chứ đồng đạo? Cô nào nói ba ngôi vậy? Ba ngôi hả chứ đồng đạo? Đúng không chứ đồng đạo? Đúng phải không? Đúng quang hình quý vị. Người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta thờ ba ngôi, chỉ thờ có ba ngôi. À, ngoài ra không nên thờ một vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích. À, như vậy thì hôm nay về cái nghi thức thờ phượng chúng ta phải thực thi đúng theo tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. À, đó là chúng ta theo đạo lý nhất tâm đó. Còn mình thờ trong nhà mà thêm ngôi thứ ba thứ tư đó, bà mẹ sanh độ mạng gì đó ha, nói thôi đau chân thì hả miệng thôi, giờ lỡ đau rồi người ta nói là bị mắc bà tổ cô rồi, hay là thờ ông độ mạng hết bệnh. Cái điều này xin thưa chư đồng đạo, bởi vì chúng ta đau bệnh đó, nó có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là gì? Là do nơi thời tiết thay đổi, mà ngoài bốn mùa thay đổi tám tiết xây dần do nơi thân quyến giả mà mang bệnh nè, phải không? Thời tiết thay đổi thì chúng ta mang bệnh. Cái thứ hai là gì? Do nơi chúng ta làm lụng quá sức, khi lúc trẻ đó đến già chúng ta nhức nhối này kia nọ là do nơi mình làm lụng quá sức. Cái thứ ba là do nơi chúng ta ăn uống không điều độ.
ăn những tránh những món ngon xong nấu toàn đồ độc cho cơ thể và sanh bệnh. Hiện nay vấn đề vệ sinh môi trường mà nhà nước mình đó phát dương lên đó là phải làm sao, phải là ăn những cái món ăn gọi là thức ăn gọi là thực phẩm an toàn đó quý vị, phải không? Như vậy thì chúng ta những cái nguyên nhân đó, và cái nguyên nhân thứ tư là gì? Do nơi nghiệp lực mà chúng ta sanh bệnh. Như vậy thì mình hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng đó cái chuyện mà cúng kiến này kia nọ đó, nếu ta cúng kiến mãi thì sao? Thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta chưa được đạo, tức là không có kết quả, không có lợi. Mà Đức Thầy nói nè, đừng theo lũ quỷ lũ ma, đó là lũ quỷ lũ ma đó, cúng kiến nó mà nó phải ăn quen, Thầy không cho mình làm việc này chưa được đạo. À, như vậy thì chúng ta không nên tin tưởng vào mê tín dị đoan cúng kiến ông lên bà xuống, hay là cúng kiến cậu cô gì hết. À, đó là cái người tín đồ Phật giáo hảo. Hôm nay chúng ta quy theo đạo thì chúng ta cương quyết một lòng để rồi chúng ta tu tập. À, hôm nay mình quy theo đạo chánh rồi thì chúng ta phải làm sao bỏ những cái đó, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối mới gặp người thượng cổ. Mà hãy theo dị đoan thì sao? Theo dị đoan cúng kiến tinh tà thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu, tức là Phật Thầy không có cứu mình chưa đồng đạo. À, như vậy thì về cái cách thờ phượng chúng ta phải đúng theo tôn chỉ giáo lý của Thầy. Và đặc biệt là người tín đồ Phật giáo hảo, nhất là quý vị mình bên Nam nghe, phải giữ đúng 8 điều răn cấm của Đức Thầy, đó là giới lực hàng đầu của đạo. Mà đặc biệt điều thứ nhất là vô coi chừng là bữa đó quý vị, phải không? Điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơ bờ theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Mà điều thứ nhất mà bước vô cái là bữa nguy hiểm rồi, phải không? Cho nên là điều răn cấm, 8 điều răn cấm Đức Thầy chỉ dạy chúng ta phải làm sao đó, chúng ta phải là theo đạo lý nhất tâm thì phải giữ giới luật của đạo. Cho nên thôi, mình tu mà cũng còn cho chút đỉnh được kia, xui gia bạn bè này kia nọ, cũng châm chế chút đỉnh này kia chứ. Nhưng mà thưa chư đồng đạo, Đức Thầy dạy chúng ta đó, khi nào mà chúng ta là cái người mà chưa chừng trai đó, thì chúng ta cũng có thể dùng đôi chút thật nhẹ với người ngoại đạo, chứ không phải người trong tôn giáo, người trong đạo mình nghe. Nếu sai xưa sẽ phải tội lỗi. Nhưng mà cái điều này đó rất là khó chứ đồng đạo. Nhiều khi rồi đó, dùng chút chứ anh này chút, anh kia chút, anh nọ anh chút, biết rồi giáp vòng cái bàn gần lát rồi khỏi chút luôn. Kể như là hết luôn chút ly, chút chút chai, chút gì hết luôn, phải không quý vị? À, cho nên cái chút này cũng rất là khó. Cho nên thôi bây giờ làm sao chúng ta cố gắng giữ cái này ngang chứ đồng đạo. Có tại nhà tôi đó, có cái ông chú này đó, ông uống rượu mà rượu riền chứ đồng đạo. Mà gia đình thì rất là nghèo, bây giờ uống rượu gọi là kể như là không có lo làm ăn, rồi gia đình con cái đông nữa đó. Thầy nói là cái người mà hỡi mà người ta biết lo làm ăn, biết lo là nghèo khổ này kia nọ, thì cái hoàn cảnh gia đình đó từ từ người ta dù cho có nghèo đi nữa, người ta cũng từ từ người ta cố gắng làm ăn rồi cũng thoát nghèo. Còn cái này á, ổng nghèo hoài quý vị, nhà nước giúp cho cắt nhà rồi hả, cắt cái nhà này rồi cuối cùng á là ở tới sập rồi cũng không có tiền đâu cắt nhà khác, rồi phải cắt thêm cái nhà khác nữa, rồi cuối cùng cắt giết rồi không có chỗ ở luôn, rồi mua khu dân cư cho ông ở giết rồi bán khu dân cư luôn, rồi không có chỗ ở lang thang. Tao nói nhậu bữa nào ông nằm là giữa đường chỗ cái đường đê nhà con đó, nằm quẹo ngang đó rồi ngủ tới sáng, có ai hay thì ta kéo vô ta đe kiếm đồ ta đắp lại còn ấy bỏ tới sáng. Mà con cái thì mười mấy đứa, tao nói khổ ơi là khổ luôn. Rồi lúc này cái ta mới gì đồng đạo mới đến cắt cái nhà tình thương cho ông. Các nhà tình thương cho ông bây giờ hiện giờ là ông ở bên sông đó. Thì lúc này ông nói thôi giờ tôi hiểu được cái cuộc đời giờ trải qua thăng trầm, bây giờ thôi giờ tôi giác ngộ tôi tu mới được. Bây giờ đó tôi tu mà giờ cho tôi làm bài thơ. Ông làm bài thơ quý vị. Ông viết cái bài thơ. Viết bài thơ mà bài thơ gì quý vị biết không? Ông nói tai hạ bút viết tờ ly dị. Thì ghê gớm không ly dị, rượu mà ông nói ly dị. Trình nệ huynh bạn rượu tường chi, kể từ ngày làm bạn với chai ly, nàng bạch tủ thiệt là quá ác. Ông chửi người ta quý vị, thôi người ta không còn chửi người ta nữa. Nay chứng thật cho tôi dứt phát, nó hại tôi sai ngã ly bì, tỉnh giấc rồi mới biết nghĩ suy, mang lấy nó kẻ khi người thị. Nay chấm dứt mối tình chung thủy, nhờ nhút này tôi quyết phải lánh xa, từ nay xin làm bạn với cô trà, khi ấm lạnh có nhau cùng hữu hỷ, chứ nàng bạch tủ thiệt là đồ quỷ. Ông chửi người ta với ai đời không vậy nghĩ coi. Thì chúng ta thấy rằng đó, vừa ông nghĩ được cái cuộc đời, vậy ông làm bài thơ. Rồi chúng ta thấy rằng phải gì không quý vị? Bởi vì hỡi mà chúng ta sai sỉnh rồi thì sao? Bỏ gia đình, công ăn, việc làm này kia nọ, cuối cùng trở nên nghèo khổ. Cho nên cái điều này Đức Thầy dạy chúng ta là phải, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu là chỗ này là phải rồi, phải không? Chẳng nên uống rượu mới được. À, như vậy thì theo đạo lý nhất tâm mới kịp, là chúng ta phải một lòng theo đạo. Phải làm sao giữ đúng 8 điều răn cấm của Đức Thầy. À, như vậy thì thứ nhất là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Mà bây giờ đó chúng ta giữ đúng 8 điều răn cấm, chúng ta ăn chay cúng lại niệm Phật hàng ngày,
đó là chúng ta hết lòng để rồi chúng ta tu tập. Nhưng mà nếu như chúng ta làm được những điều này đó thì mới kịp cô bác anh em, mà kịp với cái gì? Kịp với cái gì đây? Thứ nhất là kịp với thời gian vô thường. Thứ hai là chúng ta kịp với thời kỳ ăn xá. Thời gian vô thường là sao chưa đồng đạo? Thời gian vô thường đó, tức là muốn nói rằng kiếp sống con người sống ở cõi thế gian này nè, chúng ta hôm nay có được xác thân này do đâu quý vị? Do nơi đâu? Bốn chất đó là gì? Đất, nước, gió, lửa tạo thành. Như vậy thì hôm nay chúng ta sống ở đây là chúng ta mượn nè, mượn bốn chất này đây nè, cái thân này nè, mình mượn, cho nên nó gọi là giả hợp. À, như vậy thì thân này là thân tứ đại, thân giả hợp, không có bền chắc chứ đồng đạo. Phải mà bền chắc rồi đó thì khỏi tu chứ đồng đạo ơi, sống hoài phải không? Không có già, không có bệnh, không có chết. Mà ngặt có một cây đó, mới sanh ra rồi lây quay rồi già đó, rồi bệnh đó, rồi chết đó. Mau lắm chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy khẳng định chỗ này nè, ngài đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm rộn ràng. Tưởng vậy xác thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan khiên. Thiên đường siêu thoát thời thông thả, mà địa ngục trầm lưng ác đạo điên. Bây giờ chọn cái nào đây chứ đồng đạo? Đức Thầy dạy mình đây, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rước trần bắt nhiễm mới là yên. Chứ còn không rước trần mà ở đây nhiễm hoài thì không yên đâu quý vị ơi. Cứ sanh già bệnh chết hoài, cứ luân hồi hoài trong cái dòng lục đạo này hoài. Cứ sanh lên chết xuống sanh lên, thọ muôn ngàn cái thân, chịu muôn ngàn sự khổ mà từ xưa tới giờ mình không hay. Cứ dân thiên cổng mẹ chớ vô, đụng phải cái bồ cổng mẹ chớ ra. Dân thiên cổng mẹ chớ ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chớ vô, cứ quay quằn có nhiêu đó hoài. Tức là chúng ta bị luân hồi trong dòng lục đạo này hoài, không thoát ra được. Như vậy thì hôm nay chúng ta ý thức được qua cái lời dạy của Đức Thầy, chúng ta hiểu được rằng kiếp sống con người là nó vô thường, nó là giả tạm, nó không thật. Cho nên Đức Phật dạy nè, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là Phật rằng muôn pháp trên đời, ví như xương bọt giữa giờ dễ tan, chim bao điện chớp tiếng giang, đến như thân xác hơi tàn còn đâu. Như vậy thì cái cuộc đời này nó vô thường lắm cô bác anh chị em. Mới hồi nào đây bà hai nè, hồi nào đây cũng còn trẻ còn đẹp phải không mấy bà nè. Hồi nào đây mình còn trẻ còn đẹp đây là, nào là mình hạt nè, xương mai tóc quyền gia tiết nè. Tức là lúc nào mình cũng là đẹp, mắt phụng mày tầm mình hạt xương mai tóc quyền gia tiết đây. Mà nay sao lại găng gụng mắt lờ ù tai chó ngốc, da nhăn má cớp rối mỗi lưng cầm ơi. Nằm ngồi thì chậm chạp, đi đứng thì xéo xiên, uống ăn đổ tháo bọn trẻ dễ khinh, già đành nhờ cậy. Đi thì tay nương gậy, lúc này khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Ta đi có hai chân mà lúc này thêm chân nữa bà hai, là cầm thêm cây gậy nữa đó là ba chân phải không? Cho nên là lúc này già rồi thì cái kiếp sống vô thường con người nó mau lẹ phải không? Mới hồi nào đây đó mấy ông cũng chết mê chết bạch, mà bây giờ đây da nhăn má cớp hết rồi phải không chứ đồng đạo? Vì chúng ta thấy rằng cái thời gian nó vô thường quá, kiếp sống con người nó ngắn ngủi quá. Mà chúng ta nghe thường cái bài hát là sao? Mình nói thường á, cái kiếp sống con người mình nói là 100 năm, nhưng mà cái bài hát đó là 60 năm cuộc đời à. Phải không? 60 năm cuộc đời có là bao? Như vậy thì kiếp sống con người nó ngắn ngủi quá. Cho nên ngày xưa đó, ông Đặng Thành Tựu đó là một tín đồ kỳ cựu của Đức Thầy đó. Sau khi mà ông bữa nọ sao không biết, ông lật lên cái cuốn lịch nó dày cộm gì, bữa đó sao ông lật lên ông nói ủa sao mà cuốn lịch bây giờ nó mỏng lét gì à. Cho nên ông thấy gì, ông tức cảnh ông làm bài thơ. Ông nói mỗi lần lật lịch dạ bồi hồi, ngày tháng dường tên thấm thoát trôi, đạo đức chưa thành đầu đã bạc, nghĩ sao giải thoát kiếp luân hồi. Tức là đạo đức chưa thành mà đầu đã bạc rồi chứ đồng đạo. Như vậy thì muốn nói rằng cái kiếp con người nó ngắn ngủi, nó mau lẹ lắm. Mà chính thầy Đức Thầy dạy chúng ta đây, chẳng sớm lo chẳng chờ sợ lão, e sau này tâm não đoạn trường. Lúc mạnh khỏe không lo tu chứ đồng đạo, đến chừng nào mà già rồi yếu rồi, giáng xuống cơn bệnh tai biến mạch máu não nữa, lúc đó kêu ba ơi ba niệm Phật đi ba, lắc đầu không biết niệm Phật là gì. Tại vì từ nào giờ không có quân tập được. À, như vậy thì chư đồng đạo chúng ta thấy rằng đó, hôm nay chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe đây thì chúng ta phải làm sao mỗi đồng đạo, chúng tôi và toàn thể quý vị chúng ta cố gắng để rồi nỗ lực để chúng ta kịp với cái thời gian vô thường. Vì vô thường nó mau lẹ. Mà quý vị biết đó, bây giờ cuộc sống này đó, mình cứ lay quay rồi mình chạy theo cái cuộc đời thế gian này, rồi chạy theo vật chất thế gian này, rồi cuối cùng chung cuộc làm sao? Được cái gì không chứ đồng đạo? Chung cuộc rồi thì chỉ mang câu thất vọng thôi. Xong đời ghi chắc mối sầu ưu. Chung cuộc rồi thì nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hở còn. Mà chung cuộc rồi sao? Gẫm kim tiền bội bạc bắt tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Phải không chứ đồng đạo? Chung cuộc rồi thì cũng tay trắng vẫn quần trắng tay,
chung cuộc rồi thì cát bụi cũng trở về cát bụi mà thôi. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta sẽ chuyển hóa thân tâm của mình để tìm được cái con đường giải thoát đây nè. Mà tại sao mình không chịu để rồi trở lại, để chúng ta hoài đầu trở lại để rồi chúng ta được giác ngộ giải thoát tu tập đây. Để rồi để mình đi theo cái con đường luân hồi này từ xưa tới giờ hoài nè. Cho nên Đức Thầy kêu gọi mình đây nè. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Mà tại vì mình đi hoài à, chạy theo cái con đường luân hồi hoài không trở lại. Cho nên Thầy kêu gọi là thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải làm sao trở lại. Tức là mình ngày xưa cũng ở trên trển á, ở trên gốc, ở trên thượng đế, trên xuống đây nè. Mà tại vì ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc mà nào về đâu ở mãi đến hôm nay. Bây giờ nghĩ rằng cái cõi này có thật, ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật suốt đêm ngày cứ lay quay lẳng quẳng, rồi cuối cùng rồi đi vào cái con đường sanh lão bệnh tử. Cho nên hôm nay chúng ta thấy được rằng cuộc đời nó vô thường lắm chứ đồng đạo ơi. Mình thấy đó, cuộc sống của mình đây, hạnh phúc đây, rồi nó đau khổ kế bên đây, giàu sang đây, rồi nghèo khổ kế bên đây. Chúng ta thấy nó vô thường lắm. Mình coi trên báo đài mình thấy đó ha. Người ta có hàng trăm tỷ, hàng tỷ tỷ, nhưng mà cuối cùng rồi phủi tay, cuối cùng rồi phải nhảy lầu tự tử, cuối cùng rồi đó là phải đi vào cái con đường gọi là gì, đau khổ. Ngồi trên chiếc xe quay kỳ lái mà cái nước mắt tuôn trào quý vị. Chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này sao, nó vô thường. Mà của cải thế gian này nó là giả tạm. Vì vậy mà hôm nay hãy chúng ta chỉ có cái con đường tu giác ngộ đó, thì chúng ta mới thấy được rằng là hạnh phúc an vui chưa đồng đạo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lấy cái thân vô thường này để chúng ta chuyển hóa nó lại thành cái thân gọi là gì? Phi thường. Chuyển hóa cái thân tứ đại giả hợp này thành cái thân gì? Cái thân chân thật, thân kim cang, thân bằng vàng, thân bằng sen báo nơi cõi cực lạc, thân bằng công đức của bác anh chị em. Mà chính Đức Thầy nói là sao? Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Thần thức nhập thai sen tinh hảo nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. À, nếu như chúng ta chuyển hóa tu tập rồi thì cuối cùng chúng ta được cái thân sen báo. À, mà nhờ cái chỗ từ cái thân tứ đại này đây, tự thân gia hợp, mình lấy quyển độ trơn chứ đục đạo. Cho nên cái thân này từ nào giờ mình chưa tu thì giờ mình làm những cái việc bất lành phải không? Nói những cái điều ác phải không? Nghĩ những cái điều là hơn thua phải quấy. Thôi giờ tu rồi chuyển nó lại chứ đục đạo. Giờ tự nào giờ làm việc bất lành, thôi giờ mình làm việc lành. Thấy người ta làm từ thiện thôi đi theo làm từ thiện. Quý đồng đạo mình bên nữ đó thì thôi ta nấu cơm cháo thôi, rảnh thì đi lại nấu cơm cháo, chặt khúc nam hay làm gì đó. Rồi mấy quý nam mình có sức khỏe thì mình đi đắp đường mọi lộ, đi cắt nhà tình thương vậy đó, vân vân. Rồi quý vị nữ mình theo nấu cơm cho người ta cắt nhà tình thương này kia nọ. Thì đó là những cái công đức phước báo để chúng ta chuyển hóa thân tâm của mình từ cái thân giả mà chuyển thành cái thân thiệt. Tức là chúng ta đi làm cái công đức phước điền, lấy cái thân giả này để mà chúng ta tạo cái thân thiệt. Còn tiền của thế gian này đây, nó là giả tạm chứ được đạo. Nhưng mà chúng ta lấy đó làm cái bệ phóng, làm cái nấc thang để mà chúng ta chuyển hóa mình, để mà gỡ cái ngân hàng này là gỡ về cái ngân hàng Tây Phương, chứ không để ngân hàng thế gian này. Phải không? Nhất là tôi thấy ở đây đó, có là ông Trọng Tính đây nè, là ông gỡ cái ngân hàng Tây Phương là bảo đảm quý vị. Phải nói là đặc biệt vô cùng. Là bởi vì người ta thấy được rằng cái của cải thế gian là giả tạm rồi, thì chúng ta đem cái đồng tiền này để chúng ta đó tạo ra cái công đức, tạo ra cái phước báo. Như vậy thì cái đồng tiền này mặc dù giả, nhưng mà chúng ta biết khéo léo quyển chuyển thì cái đồng tiền này trở thành là cái đồng tiền thiệt, trở thành là cái đồng tiền phước báo vô lượng chứ độc đạo. À, như vậy thì hôm nay chúng ta thấy rằng đó, mình biết khéo léo quyển chuyển, chúng ta biết tu tập thì chúng ta tạo cái giả thành cái thiệt đây. À, như vậy thì chúng ta mới kịp được cái thời gian vô thường, là chúng ta tránh được cái kiếp sống mà con người bị luân hồi đau khổ mà Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta. Như vậy thì hôm nay chúng ta theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Thứ nhất là kịp với thời gian vô thường, thứ hai là kịp với cái gì? Kịp với thời kỳ ăn xá chứ đồng đạo. Bởi vì sao thời kỳ ăn xá? Là bởi vì chúng ta sanh ra trong cái đời ngoài hạ nguyên mạt pháp này, chúng sanh thì phước mỏng nghiệp dày, tình sâu quệ cạn, cái cây hạ nguyên nó sắp tàn, trái hạ nguyên nó sắp rụng rồi chứ đồng đạo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái kiếp sống con người nó vô thường, nó ngắn ngủi. Mà hôm nay đó, chúng ta nếu không tu tập đó thì một khi vô thường đến thì sao? Cho nên đó, chúng ta may mắn được có cái cơ hội là gì? Có cơ hội là thời kỳ ăn xá, kỳ xả tội nay, còn một lúc sau không tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Như vậy thì hôm nay may mắn chúng ta ra đời trong cái cùng cuối của buổi hạ quân, gọi là cái hạ quân mạt pháp, rồi gọi là hạ quân hạ rồi chứ đồng đạo. Mà may duyên tốt phước vô cùng, chúng ta gặp được một vị Phật ra đời để rồi ăn xá cho mình, để mình giác ngộ tu tập, cuối cùng là chúng ta được chuyển hóa thân tâm, được giải thoát. Bởi vì tại sao chúng tôi nói cái thời kỳ ăn xá?
thưa chư đồng đạo. Bởi vì ăn xá là gì? Tức là xá tội đó, những cái tội lỗi chúng ta gây tạo từ trước đó. Mà hôm nay đồng đạo chúng ta không biết làm gì từ trước giờ mình làm gì. Hôm nay mình nghe được Phật pháp, mình giác ngộ tu tập, mình sám hối ăn năn. Chúng ta chừa bỏ lỗi trước. Chúng ta ăn năn lỗi trước và không sai phạm, không gây thêm cái tội lỗi nữa. Gọi là sám giả, sám kỳ hiện tiền khiên mà hối kỳ hậu quán. Tức là chúng ta ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Tức là mình sám hối những cái tội lỗi của mình thì từ trước đến nay mình gây tạo nhiêu đó. Hôm nay mà mình ăn năn rồi thì được Phật xá tội cho mình. Cho nên Đức Thầy nói là ai mà xét đến ăn năn, hoài đầu hướng thiện thì sao? Bằng tăng dắt dùm không có bỏ. Quý vị đồng đạo mình an tâm đi. Nhiều khi mình lo sợ nó không biết tôi tự nào giờ tôi làm việc bất lành, tôi làm việc không phải này kia nọ. Thôi giờ biết tôi tu có được hay không? Đồng đạo mình tin tưởng rằng mình tu sẽ được kết quả của anh chị em. Mình đừng lo sợ gì hết, dù cho mình làm cái việc gì đi nữa. Mà hôm nay chúng ta biết giác ngộ ăn năn thì nhất định Đức Phật, Đức Thầy không bao giờ bỏ mình. Quý vị có một cái niềm tin này không? Tin không quý vị? Dạ, chúng ta phải khẳng định được niềm tin này. À, như vậy thì chúng ta biết rằng đó là hôm nay chúng ta ăn năn sẽ được Phật xá. Chúng tôi xin thí dụ gì đi. Thay vì chứ quý vị mình có xài điện thoại, ai cũng có xài điện thoại phải không? Bây giờ mình xài cái mạng gì không biết, Mobi, Wida, Viettel gì không biết, mà tổng đài người ta nhắn tin về đó là quý vị trong cái ngày cũng như ngày 28, 29 quý khách nạp tiền sẽ được hưởng khuyến mãi 100%. Nếu quý vị nạp tiền mà ngay hai cái ngày đó thì sao? Chắc ăn là sẽ được 100% phải không? Còn ngoài mấy ngày đó thì sao? Quý vị làm nhiều hưởng nhiều. Như vậy thì mình may mắn vô cùng, hôm nay được thời kỳ ăn xá. Chúng ta làm ít mà hưởng nhiều chứ đồng đạo. Ngày nay một xá một quỳ, ngày sau được ngự liên trì muôn thu. Cái này con ba thớ đó chứ đồng đạo. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, hễ mà chúng ta hôm nay đó mà niệm một niệm Phật là Phật sẽ bù 10 câu đó nghe. Cái này là của ông ba thớ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, hễ mà chúng ta tu tập giác ngộ rồi đó, thì từ cái chỗ mà Phật ăn xá tha tội cho mình đó mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta từ cái nhân duyên mà chúng sanh là trình độ thấp kém, mà với lòng từ bi của Đức Phật cho nên đó là tạo mọi cái phương tiện để làm sao cứu vớt tất cả chúng sanh không còn luân hồi đau khổ nữa. Bởi vì cái thời kỳ này thời kỳ chót rồi, cho nên Đức Phật mới ăn xá cho mình đây. Mà thầy nói là lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, hay là kiếp chót này đây há lại tiết di thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt đỡ cực hình. Như vậy thì chúng ta hôm nay làm sao cố gắng để chúng ta một lòng quy theo đạo, một lòng tu tập để mà chúng ta kịp với cái tránh được cái kiếp sống vô thường và chúng ta được hưởng được cái thời kỳ ăn xá. Đó là cái câu thứ nhất. Nhưng mà thưa chư đồng đạo, chúng ta hôm nay sở dĩ chúng ta giác ngộ tu tập, chúng ta hiểu biết được qua lời dạy Đức Phật, chúng ta giác ngộ để chúng ta tìm cái con đường đạo để quy tu hành, đó là chúng ta do đâu, nhờ đâu? Nhờ Đức Phật ra đời phải không chứ được đạo? Nhờ giáo lý nhà Phật, nhờ Đức Thầy chúng ta dạy bảo. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đà gặp dịp tu hành nè. Tức là ngày nay đà là gì? Ngày nay đà tức là muốn chỉ năm Kỷ Mão 1939 vào ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão. Đức Tôn Sư Vô Vàng Kính Yêu chúng ta ra đời, gọi là ngày nay đà. Như vậy thì ngày nay đà là chỉ cho ngài Đức Thầy chúng ta khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo, mở đầu kỷ nguyên giáo văn hướng thiện. Đó là ngày nay đà là chỉ cho ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Mà ngày nay đà cũng chỉ cho ngày hôm nay đồng đạo chúng ta, nếu ai chưa giác ngộ quy, hôm nay chúng ta nghe được qua lời dạy Đức Phật Đức Thầy, chúng ta liền giác ngộ quy cũng gọi là ngày nay đà. Như vậy thì ngày nay đà là chỉ cho chúng ta gặp được đạo, chúng ta quy theo đạo gọi là ngày nay đà chứ đồng đạo. Như vậy thì ngày nay đà gặp dịp. Gặp dịp là sao? Gặp dịp là chúng ta gặp cái cơ may, gặp cái cơ hội tốt chứ đồng đạo. Như vậy thì gặp dịp tức là chúng ta gặp cái cơ may, gặp cái cơ hội tốt mà ngàn năm một thở chứ đồng đạo ơi. Ngàn năm một thở không có được. Là cơ hội tốt gì đây? Cơ may tốt gì đây? Tức là chúng ta gặp được cơ hội tốt là chúng ta gặp được Phật ra đời, gặp được giáo lý nhà Phật. Thưa chư đồng đạo, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Tức là xưa nay không có mấy khi được Phật ra đời, xưa nay không có mấy khi được Phật đem giáo pháp chân truyền để rồi giáo hóa mình, để đưa mình về cảnh giới cực lạc. Cho nên hôm nay Đức Thầy nói là ngày nay đà gặp dịp tu hành, tức là không còn cái cơ hội nào tốt hơn nữa chư đồng đạo. Sống trong cuộc đời này đó chư đồng đạo, chúng ta có ba điều mà chúng ta hối hận mà đã muộn màng đây. Thứ nhất là gì? Nước đổ đi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được phải không? Thứ hai là gì? Thứ hai là gì chứ đồng đạo? Thứ hai là cái lời nói ra thì không bao giờ lấy lại được.
Thứ ba là gì? Thứ ba là để cơ hội trôi qua rồi đó thì không bao giờ có được cái cơ hội tốt nữa cô bác anh chị em. Như vậy thì hôm nay, ngày nay đã gặp dịp, tức là chúng ta gặp cái cơ may tốt, gặp cái cơ hội tốt là gặp được Phật ra đời rồi. Chẳng khác nào nó quý như là rùa mù cô bác anh chị em. Ở giữa biển khơi mà gặp được bông cây. Quý đồng đạo mình biết, ở giữa biển quý vị mình mà có đi Hà Tiên, quý vị thấy biển sao? Bao la mênh mông phải không? Không có thấy cây cối chân, chỉ thấy là mây nước không à. Cái biển nó rộng mênh mông mà dù cho con rùa mù, con rùa này nó có thấy đường đi nữa đi, chưa chắc là nó nổi lên nó gặp được bông cây đó. Bởi vì con rùa mù nó tiên đoán rằng đó, 100 năm như vậy đó, có một cái chọc bông cây cho ngang qua biển lần mà không biết cho cái hướng nào, làm sao con rùa mù này nổi lên mà thấy được bông cây chứ đồng đạo. Dù cho nó thấy được đi nữa, nhưng mà mai duyên tốt phước vô cùng chứ đồng đạo. Con rùa mù này nổi lên lần thứ nhất sao? Cách bông cây thước à, nhưng mà nó không đụng được bông cây chơi dơ chìm xuống. Lần thứ hai nổi lên cách bông cây 5 tấc nhưng mà cũng không gặp được bông cây chơi dơ chìm xuống. Lần thứ ba nổi lên mai duyên tốt phước vô cùng là con rùa mù này nổi lên nó đụng bông cây một cái cụp, nó chui vô bọng cây để được gió đưa vào bờ. Như vậy thì Đức Phật tỉ dụ rằng đó, chúng sanh chẳng khác nào là rùa mù, bởi vì mình bị vô minh nó che lấp đi, cho nên không có thấy được đâu là cái con đường giác ngộ giải thoát, không biết đâu là chân, đâu vọng, đâu chánh, đâu tà, cho nên chúng ta mới bị luân hồi đau khổ nè, chúng ta mới bị chuyển luân trong cái luân hồi sanh tử này hoài nè. Mà chính thầy Đức Thầy nói nè, ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, mà sở dĩ mình chưa được thành Phật, chưa được chư Phật là sao? Bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ đây. Cho nên mình bị vô minh nó che lấp đi, cho nên thì chẳng khác nào Phật dụ cho mình là rùa mù. Mà bọng cây là dụ cho gì chứ đồng đạo? Bọng cây là dụ cho đạo. Mà cái bờ biển dụ cho cái biển là gì? Biển là dụ cho biển khổ sông mê nè. Mình đang sống đây là biển khổ sông mê đây. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ đây nè. Ta bà thật cảnh nu phiền đây nè chứ đồng đạo. À, cảnh đời thế gian nó khổ. À, do đó mà Đức Phật dụ cho là cái biển khổ đây. Mà cái bờ bên kia là dụ cho cái bờ giải thoát. Như vậy thì con rùa mù đụng bông cây để được gió đưa vào bờ, tức là vào cái bờ giải thoát an lạc, à, không còn luân hồi nữa. Như vậy thì hôm nay Đức Phật nói rằng đó, chúng sanh mà gặp được Phật Pháp đó, có cơ duyên mà gặp được Phật ra đời đó, nó mai duyên tốt phước chẳng khác nào như rùa mù mà gặp được bông cây. Manh quy đắc mộc, rùa mù gặp bông cây mà chúng sanh gặp được Phật Pháp. Mà chính Đức Phật nói với A Nan, này A Nan, giáo pháp của ta thật là thanh tịnh, khó mà nghe được, khó mà gặp được. Hôm nay các ông gặp được, nghe được, chẳng khác nào nó quý như rùa mù ở giữa biển khơi mà gặp được bọng cây. Thanh tịnh pháp bảo, ngã kim đắc văn, nan đắc kiến văn, vô minh quy, như minh quy phù mộc phỏng. À, cho nên hôm nay chúng ta thấy được rằng, chúng ta gặp được đạo, chẳng khác nào nó quý như là rùa mù chứ đồng đạo. Vì chúng ta thấy rằng, mình hôm nay mai duyên tốt phước vô cùng, chúng ta trong cái thời kỳ hạ nguyên mật pháp mà chúng ta gặp được Đức Phật, Đức Thầy chúng ta ra đời. Như vậy thì hôm nay chúng ta còn bỏ lỡ cái cơ hội này nữa không chứ đồng đạo? Không bao giờ bỏ lỡ. Mỗi mỗi đồng đạo chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này và chúng ta làm sao cố gắng để rồi tu tập để chúng ta được giải thoát, để không phụ cái công ơn vĩ đại của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết rằng, bổn đạo ơi, hãy ráng sửa mình, cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng chọn uổng thay một kiếp. Nếu như kiếp này chúng ta bỏ dở cơ hội rồi thì không còn có cơ hội để mà gặp Phật nữa đâu chứ đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy nói là trễ thời kỳ khó gặp đắng ta, thế mà bỏ lỡ cơ hội này rồi thì ngàn năm khó mà trở lại. Mà hãy bỏ lỡ cơ hội này thì sao? Bởi vì trầm luân quan nghiệt thì càng gây thêm hoài, do đó mà chúng ta bị luân hồi đau khổ hoài. Như vậy thì chư đồng đạo, hôm nay chúng ta mai duyên gặp được đạo, gặp được Phật rồi thì chúng ta phải làm sao cố gắng để rồi tinh tấn tiến tu, để rồi chúng ta được giải thoát, để không phụ cái công ơn vĩ đại của Đức Thầy. Như vậy thì ngày nay đã gặp dịp rồi, gặp Phật ra đời rồi, gặp được đạo rồi thì nó quý vô cùng rồi, thì chúng ta phải làm sao? Phải tu hành mới được chư đồng đạo, phải không? Gặp dịp rồi tu hành. Như vậy tu là như thế nào? Tu là tức là chúng ta trao sửa thân tâm của mình để chư đồng đạo. À, tu là chúng ta trao sửa từ thân, từ khẩu, từ ý. Tức là chúng ta phải trao sửa từ cái xác thân này. Xác thân này từ xưa tới giờ chúng ta phạm những cái lỗi gì? Sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Rồi cái khẩu mình là phạm cái gì? Lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý mình phạm những gì? Tham lam, sân nộ, mê si. Giờ đây 10 cái nghiệp ác này mà chúng ta bị luân hồi đau khổ, bây giờ chúng ta tu làm sao để sửa 10 cái điều ác này? À, tức là chúng ta phải làm sao trao sửa từ thân tâm. Bởi vì đó Đức Phật dụ á, cái xác thân mình đó chứ đồng đạo, chẳng khác nào như cái cây vậy đó.
nó cạnh khến dữ lắm. Cho nên cần phải đẽo, cần phải bào, cần phải gọt sao cho nó tròn trịa, cho nó láng mới được, thì mới đạt được kết quả. Cho nên Đức Thầy dạy mình là sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẽo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào gắt tốt, phải không chư đồng đạo? Mà nhiều khi tu đó chư đồng đạo, ta lợi ta đẽo mình không có chịu nổi, không có quen, từ nào giờ chưa có chấp nhận ta đẽo. Lỡ mà lỡ người ta có nói gì mình cái, ta lỡ người ta chỉnh sửa gì mình cái là không chịu rồi, ta chê mình chút xíu là giận rồi, phải không? Là tức là mình không chấp nhận cho ta sửa đó, không chấp nhận cho ta đẽo đó chứ đồng đạo. Hãy người ta lỡ mà ta chỉ mình cái chỗ này sai, chỗ này đúng đó, mình mang ơn ta đi, dù cái đó là đúng hay sai ha. Mình mang ơn người ta đi đấy chi, coi coi mình có sai không, sai thì mình sửa, tức là mình bào mình đẽo đó của anh chị em. Bởi vì quý vị biết đó, cái cây kia đó mặc dù là không biết nó là cây gỗ gì à, nhưng mà đó, nếu mà cái cây đó đó mà nó có giá trị đó, là được cái bàn tay của cái người thợ mộc khéo léo, người ta biết chạm, biết chỗ, biết là làm sao để cái cây nó có giá trị, người ta chạm chỗ, bào, đẽo rồi đục, thậm chí đóng đinh đó, thì cái cây nó sẽ trở thành một cái vật phẩm có giá trị, cũng như chẳng khác nào. Quý vị thấy cái chỗ này à, để thỉnh chư Dung Đức Thầy lên đây, tức là cái này tôi biết kêu cái gì đây à, cũng làm bằng từ cái cây mà ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hễ mà mình con người mình, chúng ta muốn chuyển hóa thân tâm, muốn tu tập giải thoát đó, thì không gì hơn là chúng ta phải sửa từ thân, từ khẩu, từ ý mình cứ dùng rộng. Thầy dạy mình sao của anh chị em? Ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Hễ mà mỗi đồng đạo chúng ta mà tự quán xét là mình hen, mình tu mà mình biết xét mình như vậy đó, thì mình sẽ đạt được kết quả chứ đồng đạo. Mà có đôi khi mình tu đó, mình quên xét mình, xét người ta thì nhiều hơn chứ đồng đạo. Bởi vì cái lỗi của mình đó, mình thường để sau lưng không có thấy, mà cái lỗi của ta thường để trước mặt vậy nè, cho nên nhìn thấy cái lỗi người ta hoài, đó là mình tu giùm ta đó chứ đồng đạo. Cho nên mình phải làm sao mỗi người phải tu cho mình mới được, phải quay lại xét chính mình, chứ đừng có xét người khác. Xét người khác rồi mất công bích lòng, rồi xét người khác rồi đó thì mất công rồi đó, thị phi qua lại với nhau, rồi cuối cùng chúng ta phạm vào cái chỗ là gì? Lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu đây nè, phải không? Cho nên hôm nay đó, mỗi người phải làm sao tự quán xét lại mình đi, chứ đừng nên xét bên ngoài nữa chứ đồng đạo. Có lần nọ đó, con đi thuyết giảng ở Thốt Nốt đó, có cái cô này trong cái hậu trường cũng rộng vậy nè, cây ngồi niệm Phật dưỡng nãy vậy đó cơ quát cho em, ngồi 15 phút 10 phút đó, cây cổ sao á, cổ ngồi thuốc sao ngang mà cổ không có niệm Phật, ta niệm Phật mà không niệm Phật cái gì á, cổ lo nhìn đồng đạo vậy đó. Khi nào niệm Phật lên rồi có ai mà ngồi mà ngủ gục đấy, thì cô lợi cô điểm mặt nói liền, nó nhỏ này ở nhà không biết làm gì, lỡ đây ngồi niệm Phật mà không lo niệm Phật mà nó ngủ gục hoài à. Còn người nào mà hao mà nhúc nhích vậy đó hay là cổ lợi cổ điểm mặt hết. Có cái anh đọc giảng, anh nói bà hai thôi bà cho con đọc giảng một chút nha bà hai. Cái nó đọc thì đọc có gì đâu, chú lên đọc đi, chưa có thuyết giảng niệm Phật mới xả ra thôi, chú lên đọc giảng đi. Ông mới lên ông đọc chứ đồng đạo. Ông nói ai ai hãy ráng xét người, nếu còn tánh xấu cái nó ngưng đọc giảng duyên gì đâu mà đặt chặt lắc à. Ai ai hãy ráng xét bình, nếu còn tánh xấu thì kinh ra ngoài, chứ xét người hồi nào. Bởi vì ông đọc ai hãy ráng xét người đó, bọn nó ngưng à, đọc giảng viên gì đọc chặt lắc à. Ai ai hãy ráng xét mình, nói xét mình hả bà hai, sao con thấy xét mình không có xét mình không bà hai. Bà nói đồ quỷ mày chọc tao hoài, tao biết rồi, không nãy tại vì tao thấy nhỏ đó nó ngủ gục cho nên tao lỡ nói thôi, đẹp tới bà hai biết rồi con, bà hai xét mình, bà hai không có xét ai nữa hết á, phải không quý vị? Thôi bây giờ mình tu sao mình phải xét lại mình, phải không à, như vậy thì phải làm sao, phải là trao sửa từ thân, từ gọt khẩu, từ ý, mà nhất là chúng ta phải quay lại chính mình. Mà chính Đức Thầy dạy sao? Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi khúc đường chân đạo Phật pháp thiền nai dốc thực hành, tức là mình phải quay trở lại chính mình. À, như vậy thì thưa chư đồng đạo, hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải là ngày nay đã gặp dịp tu rồi, tức là chúng ta trao sửa thân khẩu ý rồi sao? Còn phải hành nữa. Hành là gì? Tức là chúng ta hành những cái pháp môn mà Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy đây, tức là chúng ta hành đạo đây. À, như vậy thì hành là chúng ta niệm Phật của anh chị em, hành là chúng ta tu tập các pháp môn mà chính Đức Thầy dạy. Ngày nay đà gặp dịp tu hành thì niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Như vậy thì chúng ta hành đó là chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, để rồi cuối cùng chúng ta được chuyển hóa thân tâm để được giáng sanh và an dưỡng quốc. Đó là cái bổ nguyện mà Đức Thầy đã ao ước đó chư đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy nói là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàng, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chuyện mang cầu nhau bán. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Như niệm Di Đà là niệm gì chư đồng đạo? Niệm Di Đà tức là chúng ta niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đó chứ đồng đạo. Tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thật khác. Như vậy Đức Thầy dạy mình niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Niệm sao rành chứ đồng đạo? Bây giờ chúng tôi niệm gì rành không? Nam Mô A Di Đà Phật.
rành không chứ đồng đạo? Rành chứ sao không rành? Nhưng mà rành về văn tự chứ chưa rành về cái ý nghĩa. Như vậy thì hôm nay chúng ta niệm Phật rành là niệm như thế nào? Hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta niệm Di Đà, tức là niệm là tưởng nhớ chứ đồng đạo. Niệm là tưởng nhớ, mà Di Đà tức là chỉ cho Đức Phật A Di Đà, mà cũng chỉ cho chư Phật mười phương chư đồng đạo. Cho nên mình phải nghĩ chỗ này nè, mình nghĩ một cách như thế này. Nhiều khi đồng đạo chúng ta nghĩ rằng mình niệm Di Đà tức là mình niệm chỉ ông Phật A Di Đà, không phải vậy. Niệm A Di Đà tức là chúng ta niệm tất cả danh hiệu của chư Phật đó, cô bác anh chị. Bởi vì Đức Phật A Di Đà là đại diện cho chư Phật. Đức Phật A Di Đà là sao? Là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang. Thì tất cả chư Phật đều là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Thì chúng ta niệm Phật tức là chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm tất cả danh hiệu chư Phật. Cho nên mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta niệm tất cả danh hiệu chư Phật rồi. À, do vậy mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Di Đà tức là chúng ta niệm thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mà niệm thánh hiệu Đức Phật cho A Di Đà chi đặng chi đồ đạo? Đặng chúng ta cầu giảng sanh diệt tịnh độ, mà chính Đức Thầy dạy chúng ta đây. Bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì chứ đồng đạo? Nam Mô nó có sáu nghĩa, gọi là gì? Cung kính kính lễ, cầu ngã, cứu ngã, độ ngã, quy y. Đó là sáu nghĩa của chữ Nam Mô. A Di Đà Phật là chúng tôi nói đó, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, cái nghĩa của nó. A Di Đà Phật là vô lượng quang. Như vậy thì hôm nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị mình đến đây niệm Phật một ngày, đó là chúng ta niệm chi? Để thành tâm tha thiết Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật cứu con, độ con. Tức là mình cầu Đức Phật A Di Đà, hôm nay con cung kính Phật, kính lễ Phật, rồi nhờ Phật cứu con, cầu Phật cứu con, độ con được tuổi sống như Phật, được hào quang như Phật, và được về cảnh giới của Đức Phật. Đó là ý nghĩa của mình niệm Phật như vậy. À, như vậy thì mình niệm Phật để cầu Phật cứu mình, độ mình. Rồi từ chỗ đó chúng ta niệm Phật tha thiết thành tâm như vậy đó. Để chi? Để chuyển hóa thân tâm của mình đây. Nhờ cái câu niệm Phật tha thiết đó lấy một cái niệm chánh để đánh tan đi cái niệm tà. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày chúng ta không niệm Phật đó thì mình niệm cái gì cô bác anh chị em? Niệm chúng sanh. Bởi vì chính chỗ này Đức Thầy dạy rất là rõ đây. Còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mà ám. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật. Nếu được một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Như vậy thì chúng ta lấy cái câu niệm Phật để mà chúng ta đánh tan đi cái niệm chúng sanh. Lấy một cái câu niệm chánh để đánh tan đi cái niệm tà chứ đồng đạo. Vì vậy mà đồng đạo chúng ta cứ đem câu Phật hiệu gót vào tâm mình hoài. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì sao? Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Phải không? Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Có bà hai này bà nói, sao mà tao niệm Phật cũng nhiều lắm mày, mà sao tao cũng gặp tai nạn, cũng gặp khổ sở hoài. Nói bà hai, bà niệm Phật nhiều là có thiệt đó, nhưng mà có một điều là còn ngớt. Tại vì thầy nói lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, mà mình niệm còn ngớt thì phải còn tai nạn chút đỉnh chứ làm sao? Phải không? Như vậy thì chúng ta phải làm sao chúng ta tha thiết thành tâm niệm Phật như vậy đó. Hãy mình đem câu Phật hiệu gót vào lòng hoài, gót vào lòng hoài thì từ từ tâm mình an lạc thanh tịnh. Cũng như chúng tôi xin thí dụ vậy đi. Quý vị mình có một cái bồn nước. Cái bồn nước này mình chứa nước đục không à? Bây giờ mình muốn thay thế cái nước trong vô thì thôi giờ quý vị khỏi cần xúc vậy chứ. Quý vị cứ đem nước trời mưa nước trong đó, quý vị gót cái máng xấu vô cái bồn nước này hoài, hay là đem cái nước máy, nước cây, nước trong đó quý vị gót vô đi. Cứ gót vô hoài cho nó tràn ra cậy nó. Cứ gót nước trong vô thì nước đục nó tràn ra, nước trong vô thì nước đục tràn ra, cứ gót hoài vậy lâu ngày cái bồn nước này nó trong không chứ đồng đạo? Trở thành nước trong không? Trong, phải rồi. Vì thì cái tâm mình là tâm gì? Tâm phàm. Tâm mình là tâm chúng sanh, phải không? Tâm mình là cái tâm vọng tưởng điên đảo đây. Hôm nay mình đem câu Phật hiệu gót vô hoài. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy mà Phật vô thì sao? Phàm ga. Phật vô thì phàm ga, Phật vô thì phàm ga. Lâu ngày còn ông Phật, còn ông phàm nào trong này không quý vị? Phàm ga hết trơn rồi. Bởi vì Phật vô không à. Phật vô thì phàm ga, Phật vô phàm ga, lâu ngày thì không còn ông phàm nào trong này chân, mà còn ông Phật ngự nơi tâm mình à. Lúc này ông Phật tại tâm mình đây nè. Tức là chúng ta chứng được tịnh độ ngay cõi thế gian đó chứ đồng đạo. Bởi vì thầy nói nè, từ rài hay ốm hay đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Mà hỡi ông Phật được vào tâm mình rồi thì sao? Thì tâm mình an lạc. Mà tâm mình an lạc là tâm Phật. Mà tâm Phật là giải thoát. Tâm Phật là thanh tịnh. Như vậy thì hôm nay chúng ta đem câu Phật hiệu cứ gót vô hoài, thì cuối cùng
tâm mình an lạc thanh tịnh cứ cùng ông Phật ngự nơi tâm mình đây. Cho nên Đức Thầy dạy là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Sở dĩ Đức Thầy nói Phật cũ là sao? Là bởi vì mình có ông Phật đây sẵn rồi, từ xưa tới giờ, từ hồi du thủy tới nay đang có anh chị em. Mà mình bỏ quên đi, không có lao chùi, không dòm ngó gì tới ông Phật nè chứ. Bây giờ chạy theo chúng sanh không à, chạy theo vọng niệm điên đảo không à. Cho nên ông Phật này cũng xì luôn à. À, do đó mà Đức Thầy nói là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa. Tức là ông Phật này quá cũ rồi, bây giờ kêu mình phải làm sao trở lại, phải chùi lao, phải làm sao trở lại ông Phật mình. Phải là phải bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xong phải tìm kiếm ở trong não trí. Do đó mà chúng ta phải làm sao trở lại ông Phật tâm của mình. Thì từ đó chúng ta tha thiết thành tâm niệm Phật, thì dần dần cái tâm Phật mình hiển bày và cuối cùng chúng ta được chứng đắc tịnh độ. Thưa chư đồng đạo, như vậy chúng ta thấy rằng qua cái phương pháp niệm Phật Đức Thầy dạy chúng ta đó, nó có rất nhiều ý nghĩa vô cùng chư đồng đạo. Và cái công đức phước báo không thể nào nghĩ bàn được qua cái pháp môn niệm Phật. Bởi vì sao? Cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn mà gọi là làm chơi mà ăn thiệt chứ đồng đạo. Tại sao chúng tôi nói làm chơi ăn thiệt? Bởi vì cái pháp môn này đó là một cái pháp môn nó dễ tu, và đồng đạo chúng ta trình độ căn cơ nào chúng ta cũng có thể tu được hết. Kẻ ngu người trí gì đều có thể tu pháp môn này được hết cô bác anh chị em. Chính là Đức Thầy nói nè, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Tức là trình độ căn cơ nào tôi cũng được hết. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Như vậy thì pháp môn này gọi là cái pháp môn gọi là nó dễ tu của anh chị em. Cho nên khi xưa đó có một cái vị thiền sư này, ông có một cái người đệ tử. Mà cái ông đệ tử này chưa đồng đạo, cái ông đệ tử này thì ông là có hiếu với cha lắm. Cho nên hàng ngày khuyên cha mình, cha ơi thôi cha tuổi cao sức yếu rồi, thôi cha không có, đừng có làm gì hết á, đừng có làm cái gì kiếm tiền chứ, cha chỉ niệm Phật cho con được rồi. Ông nói ấy đâu được mày, mày nói gì tao không chịu, làm gì có tiền tao mới chịu, chứ còn niệm Phật nhắm có tiền không mà kêu tao niệm Phật, tao không chịu đâu. Cho nên khuyên hoài không được, cái người con mới nói với cái ông thầy đó, tức là thiền sư Bà Đắng, nói giờ cha con vậy vậy đó, cái kể cho ông thầy nghe. Ông thầy cũng nói thôi được rồi, thầy có cái phương pháp này, thôi bây giờ con về nói với cha con. Bây giờ thầy thì mắc công việc đạo sự quá nhiều cho nên không có rảnh tu, mướn một người nào tu thế thầy. Tại ông dụng cái phương tiện ông nói vậy thôi chứ không phải là mắc công việc gì. Thì cuối cùng đó là cái người con nói giờ thầy nói sao, bây giờ nói với cha con đó, bây giờ thầy có cái sao chuỗi 108 hột, bây giờ đó hỡi mà niệm cái sao chuỗi này đó, mà hỡi 10 sâu đó thì thầy trả cho ông cắt, 10 sâu trả cho ông cắt, cứ niệm hoài tới vậy đi. Ông y cái ý chỉ của ông thầy về thưa với ông cha, nói cha cha giờ con có cái mối này mà cha làm không. Bây giờ ông thầy con ổng mắc công việc đạo sự cho nên nói giờ hỡi ai niệm cái sao chuỗi đó 108 hột mà niệm 10 sâu trả cho ông cắt, niệm 10 sâu trả cho ông cắt. Ông nói nói nhỏ nhỏ con, đừng có nói lớn, nói lớn là người ta bắt mối của cha hết, cái mối này để cha niệm Phật, để cha làm. Người gì nghĩ coi, tức là cái mối này làm có tiền để cha làm, đừng nói cho ai biết nghe, này để cho cha. Nhưng mà cha nói với con vậy nè, bây giờ thầy con trong cái việc làm ăn lâu dài phải không, bây giờ thầy con nói là niệm cái sau chuỗi 108 hộp mà niệm 10 sau trả cho con cắt, thôi giờ gì thầy cha tính với thầy con gì, bây giờ trong cái việc làm ăn lâu dài thôi giờ cha khuyến mãi cho thầy con, bây giờ cha niệm 12 sau mà chỉ lấy con cắt thôi, khuyến mãi cho thầy con 2 sau. Ông sợ ta giật mối ông chặn trước là thêm lên 2 sau đúng không vậy. Cái cuối cùng vô niệm Phật, bữa nay vừa niệm Phật vừa bán bánh kẹo cho nhóm học sinh nhà gần chợ, gần trường học đó, cho nên bán bánh kẹo cho mấy nhóm học sinh, vừa bán vừa niệm Phật. Cái tiền niệm Phật để riêng bên, tiền bán bánh kẹo để riêng bên, chiều lại đếm coi cái tiền bán bánh kẹo nhiêu, tiền niệm Phật nhiêu, già kỹ lưỡng đó. Nhưng mà coi lại tiền bánh kẹo không có nhiêu mà tiền niệm Phật quá nhiều, so đo lại tính toán lại kỹ lưỡng thì bán bánh kẹo không có nhiêu mà cực khổ quá. Mấy nhỏ nít lợi nó mua rồi nó giật dọc rồi nó có khi không trả tiền, để kia nó làm mình phiền phức quá, khó chịu quá, thôi giờ để niệm Phật mà lấy tiền ngon hơn mà khỏe hơn nữa, thôi dẹp cái tiệm này qua bên, không bán bánh kẹo nữa. Cái lo niệm Phật quý vị, niệm Phật ta nói niệm riết rồi niệm ngày nó tăng lên không quý vị ơi, niệm thấy ham lắm. Niệm riết rồi tiền ta nói cái phòng của ông treo á là bà cắt mà xỏ sâu tự trên nóc mà dài xuống như nè mà giáp vòng chứ. Trong chùa là bán ta nói lư hương rồi nào là những cái củ quý trong chùa là bán hết, trồng chuông gì bán muốn sạch hết rồi. Phật tử lúc này là năn nỉ ông thầy, nói thầy ơi thầy không được rồi thầy ơi, kiểu này không xong rồi, thầy mà đổ ông già này chắc thầy bán luôn cái chùa này quá ha. Thôi không được thầy ơi, thôi đi. Ông thầy ông nói đâu có được, ta quyết độ chúng sanh thì ta độ tặng, dù ta có làm thuê làm mướn đi độ ông già này niệm Phật ta cũng làm, ngon lành không có gì. Thì cuối cùng đó quý vị biết không, thì bữa nọ đó ông niệm sao không biết, bữa đó ông không còn niệm Phật nữa, im ru à. Mà đặc biệt điều nè, trước khi mà ông không còn niệm Phật nữa, ông dặn con nó nghe là cha đó, là niệm Phật đó ở dưới này đó,
bạn bè xui gia khách khứa được kia lỡ hoài à, mất cái thời gian niệm Phật lắm, không kiếm tiền được nhiêu, cho nên cha lên trên gác niệm Phật. Con ở dưới này có ai lỡ hỏi nó cha mắc niệm Phật rồi không có gánh tiếp khách. Quý vị nghĩ coi. Rồi á, chỉ hàng ngày chỉ dâng cơm cho cha sáng chiều thôi nghe, để cha niệm Phật. Ông niệm kia bữa đó sao im ru không niệm Phật nữa. Rồi lúc này á là con mới chạy lên hỏi, ủa sao bữa nay cha không niệm Phật nữa. Ông nói con qua bển á, mời thầy con qua đây, cha có việc bị gì chùa kế bên nhà, cho nên ông thầy ông còn khỏe còn trẻ, cho nên là mời thỉnh ông thầy qua. Thì lúc này á, con mới chạy qua bển, đang gặp ông thầy coi sao. Nó chàng ơi, nó nghĩ thầm cho bụng nó, chàng ơi chắc là hổng gà chùa triệt bán hết, chắc hết tiền không trả cho ổng, cho nên nó không niệm Phật nữa chứ gì đâu. Cho nên qua là nó, thầy con hỏi thiệt thầy nghe, bộ thầy hổng gà thì không có trả tiền cho cha con sao mà bữa nay ông không niệm Phật nữa thầy? Ông thầy ông nói có chứ, niệm Phật bữa nào thanh toán tiền bữa nấy à. Nó ủa sao mà ổng không niệm Phật nữa mà ông mời thỉnh thầy qua. Hai thầy trò mới lót tót đi qua. Quý vị nghĩ coi, đi qua vừa tới thì ông già từ ở trong bước ra, quỳ xuống liền. Thưa với thiền sư, từ trước đến nay con sống trong vô minh, trong tâm tối, không thấy đâu là cái con đường giác ngộ giải thoát, không thấy đâu là chánh tà trơn vọng thiện ác. Con chỉ biết vật chất, chỉ biết có tiền tài, con không biết được cái con đường giác ngộ giải thoát. Mà hôm nay nhờ thiền sư khéo léo giác ngộ cho con, nên con mới thấy được rằng cái cõi đời này nó là giả tạm, nó là khổ đau, mà không có một cái niềm vui hạnh phúc nào bằng qua cái chương trình phương pháp niệm Phật mà để cho tâm con được an lạc. Hôm nay con mới thấy cõi lòng an lạc, không có một cái niềm vui nào bằng, dầu làm vua cõi đất, dầu làm chúa cõi trời cũng không có được cái niềm vui như thế này. Ông nói rằng cái niềm vui này nó an lạc, nó thanh tịnh, đúng với cái lời của Bàn Công cư sĩ nói đó. Người đời trọng châu báu, ta trọng một mãi tịnh, tiền lắm lị lòng người mà tịnh được thấy chân tánh. Tức là một mãi tịnh là một cái chút xíu rồi, các anh chị em. Quý vị mình lên đây là nhiều mãi tịnh lắm mà, phải không chứ đồng đạo? Lên đây niệm Phật là nhiều mãi tịnh lắm rồi. Chứ ông Bàn Công cư sĩ là ông chỉ nói một mãi tịnh thôi là cũng là quý hơn ngọc ngà châu báu, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái sự tu tập đó không có gì so sánh bằng, cái tâm an lạc không có gì đánh đổi bằng, chứ đồng đạo ơi. À, vì vậy mà hôm nay đó, ông thiền sư đó dùng cái phương tiện để mà độ ông già, nhưng cuối cùng ông già tâm an lạc. Cho nên ông nói một câu gì cứ chứ đồng đạo. Ông nói giờ đây đó, tôi không có một cái niềm vui hạnh phúc nào mà tả xiết, bây giờ thôi đó, tôi nguyện cầu sau cùng đó là tôi xin trả lại cái số tiền này cho thiền sư để mua sắm lại trong chùa, mà thiền sư trả lại cái công đức niệm Phật cho tôi được không? Thì thiền sư gật đầu được chứ, hoan hỷ. Thì cuối cùng vừa nói xong thì ông ngồi xuống thị tịch của anh chứ, tức là ngồi xuống thị tịch chứng đắc tịnh độ ngay cõi thế gian. Ông thiền sư Bạch Đăng nói, chàng ơi, cha con là cái người niệm Phật mướn mà đắc đạo trước thầy trò mình. Ai đời con nghĩ cái gì niệm Phật mướn mà đắc đạo. Chúng ta thấy rằng đó, cái ông già kia niệm Phật không có một cái tâm mong cầu giải thoát, không có một cái tâm đó là để làm sao cầu giảng sanh gì tịnh độ. Nhưng mà nhờ cái sự niệm Phật tha thiết thành tâm, vì cái sự là niệm sao miễn có tiền thôi, nhưng mà niệm càng ngày càng ngày càng thành tâm an lạc kiết, rồi giúp cho cái tâm ông an lạc rồi. Ông xem vật chất của cả thế gian này nó đều là giả tạm hết, bởi vì không có gì bằng hạnh phúc bằng. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, thể mà chúng ta hôm nay mà tha thiết thành tâm niệm Phật như vậy đó ha, thì nhất định sẽ đạt được kết quả đó chứ đồng đạo. Nhưng mà đặc biệt hôm nay qua lời dạy Đức Thầy đó, thì đối với người tín đồ Phật giáo hảo đó, mà Đức Thầy dạy chúng ta niệm Di Đà, ráng niệm cho rành đó, thì chúng ta niệm phải làm sao phải có tính, có nguyện, có hạnh mới được chứ đồng đạo. Mình biết rằng cái kết quả đó, nhưng mà chúng ta phải tha thiết thành tâm. Cho đó mà thứ nhất là phải có niềm tin nè. Nếu như chúng ta không có niềm tin thì sao? Thì không thể nào thành tựu được đạo quả. Là gì? Chúng ta không có niềm tin rồi mình niệm lơ là chứ đồng đạo. Không có niềm tin rồi mình đâu có thành tâm tha thiết. Cho nên cái niềm tin là một cái điều quan trọng để thúc đẩy chúng ta tu tập đây. Mình có niềm tin tức là mình tin gì? Tin ở cõi cực lạc có Đức Phật A Di Đà, có cõi cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà và tin vào 48 lời đại nguyện của Đức Phật. Và chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật từ bên cõi cực lạc bến trở về đây dẫn mình về bến đây. Bồng Lai Điên Dạy có ngôi Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen đây. Tức là Đức Thầy mình từ bên cõi cực lạc trở về đây đây nè. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu. Đức Thầy mình rành đường rồi, từ bển trở về đây dẫn mình về bển đây có anh chị. Như vậy thì chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối với Đức Thầy chúng ta. Và chúng ta có niềm tin đối với bản thân mình. Hôm nay mình tha thiết thành tâm niệm Phật, nhất định là chúng ta hiện tại được an lạc và tương lai chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy. Rồi khi có niềm tin rồi đó, thì từ cái chỗ mà chúng ta đó là tha thiết, vì cái niềm tin này nó sâu đậm rồi,
thì chúng ta sẽ có một cái sự nguyện lực để mong cầu về bên kia giải thoát. Gọi là gì? Gọi là chúng ta nguyện là gì chứ đồng đạo? Tính cầu nguyện. Nguyện là chúng ta mong muốn. Chữ nguyện là mong muốn, là ước cao. Mà mong muốn ước cao gì? Ước cao chúng ta về cõi cực lạc. Chúng ta ước cao làm sao chúng ta bỏ cái cõi ta bà này. Sau khi bỏ cái thân tứ đại này, chúng ta sẽ được về cõi cực lạc, được nhập vào cái thai sen của anh chị em. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. À, như vậy thì chúng ta lúc nào cũng ước cao mong muốn như thế. Như vậy thì ước cao là tức là chúng ta phát nguyện đó để cầu sanh về tịnh độ. Có nhiều đồng đạo nghĩ gì nè cô bác anh chị em, không biết cái chương trình niệm Phật của quý vị này ở đây thì chúng tôi không biết là trong một ngày quý vị niệm Phật như thế nào, nhưng mà chúng tôi nói có gì sơ sót thì quý vị cũng hoan hỷ nghe. Thì chúng ta niệm Phật đó, mà chúng ta hàng ngày đó, có nhiều đồng đạo nói đó, mình không phát nguyện cầu giảng sanh về tịnh độ là mình không có giảng sanh. Cho nên cần phải phát nguyện. Cho nên có nhiều đồng đạo đặt ra cái văn nguyện, tự mình đặt ra văn nguyện để rồi mình đọc lên để cho đồng đạo hướng theo đó mà nguyện để cầu giảng sanh. Cái điều này tôi thấy không biết như thế nào. Nếu như chư đồng đạo đó mà tự tâm mình nguyện riêng cho mình đó, thì cái điều này đó thì không biết sao, nhưng mà mình nguyện cho tập thể mà bằng cái văn nguyện của mình đặt ra đó, thì điều này tôi thấy coi chừng là mình có lỗi với thầy hay không. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi trải qua vài thời gian rồi sau này con cháu mình nói chuyện lên rồi cái văn nguyện này là lấy ra đọc hoài viết rồi nó thành một cái văn nguyện, gọi là văn nguyện mà mình đặt ra mà nó không phải là của một vị Phật, rồi từ đó con cháu mình nó hiểu lầm, nó nói này là của Phật của Thánh gì đây, thì chúng ta coi chừng sai lầm. Mà lại nữa đó, chúng ta thấy rằng Đức Thầy dạy đó chưa đủ sao mà mình đặt cái văn nguyện đó chứ đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy dạy mình không có thiếu, của anh chị em. Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị với chư đồng đạo chúng ta đó, nếu có niệm Phật đó thì chúng ta chỉ đọc cái bài mà hồi nãy chư đồng đạo chúng ta niệm Phật đó, tức là mắt nhìn trần đó niệm Di Đà nguyện giác thân này khỏi đọa xa đó, cái lời dạy Đức Thầy đó chúng ta đọc cái văn nguyện đó để chúng ta rồi chúng ta niệm Phật, chứ không nên lập ra cái văn nguyện nào của mình. Bởi vì Đức Thầy dạy mình rất là kỹ rồi, dạy tặng tường chẳng chút nào sai, thương sanh chúng tỏ bài quá kỹ à. Đức Thầy có dạy mình cầu nguyện giảng sanh về tịnh độ không chứ đồng đạo? Có cô bác anh chị em ơi, có đầy đủ hết. Chúng tôi xin trích đoạn nha. Bây giờ mình cúng trước bàn thờ có quyền mình nguyện như sao, chắp tay vào ngực nguyện sao: cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ. Sao chứ đồng đạo? Siêu thăng Phật đài. Tức là mình nguyện đưa củ nguyện thất tổ ông bà mình về Phật đài, là về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, về cảnh giới cực lạc. Rồi mình nguyện cho mình nghe: nguyện làm cho đẹp mặt mày, tức là mình nguyện mình đó, nguyện mình làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Tức là mình nguyện mình được về liên đài nữa rồi. Thì chư đồng đạo chúng ta đã có nguyện cúng hàng ngày sớm chiều, đó là mình nguyện cầu giảng sanh rồi đó chư đồng đạo, khỏi cần lập văn nguyện gì hết phải không? Thầy nói sớm với chiều gắn chứ nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế, sớm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành, như vậy nhớ là đừng sai. Đó là chúng ta hàng ngày chúng ta cúng lại là mình đã có nguyện cầu giảng sanh rồi. Mình đọc cái bài Tây Phương ngũ nguyện sao: Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Mình nguyện mình có Tây Phương Cực Lạc á, đại từ đại bi thế giới có cực lạc đó, để mà phổ độ chúng sanh. Có cái cô này cô nói phổ độ chúng sanh mà trong đó đâu có tên tuổi của tôi đâu, cho nên tôi phải nguyện của tôi mới được. Ai đời coi. Quý vị nghĩ coi, mình là gì? Mình là chúng sanh mà phổ độ chúng sanh là trong đó có mình rồi phải chứ đồng đạo. Như vậy thì mình còn nguyện cho mình chi? Tại sao chúng ta không tập đọc cái văn nguyện này để chúng ta thể hiện được cái lòng rộng lớn của cái tấm lòng từ bi bao la bác ái của Đức Phật, mà mình nguyện chi cho riêng cá nhân của mình, làm trở lại cái văn nguyện của mình rất là hẹp hòi phải không? Cho nên chúng ta chỉ cần đọc cái bài Tây Phương Đức Thầy chỉ dạy là chúng ta đã nguyện cầu giảng sanh, mà chẳng những nguyện cho mình mà nguyện luôn cho tất cả chúng sanh, rất là rộng lớn không? Rất là ý nghĩa vô cùng không chứ đồng đạo? Như vậy thì chúng tôi xin đề nghị quý vị nghe, nếu mà chúng ta mà đồng đạo mình ở đây đó, ai mà có đọc lập ra cái văn nguyện gì đó thì thôi từ đây về sau mình cứ đọc lời dạy Đức Thầy đi chứ đồng đạo, khỏi lập văn nguyện gì hết phải không? Nhiều khi mình lập ra nhiều khi lộng cộng không biết là cái tâm mình nó hẹp hòi quá. Cái tâm của Phật thì rộng lớn từ bi, mình đặt ra hẹp hòi quá, mình chỉ nguyện cho mình không rồi kiểu này rồi phải không? Như vậy thì mình trở thành là một con người là, tức là chúng ta tu tập để rồi cầu thành Phật để chuyển hóa giải thoát, mà cuối cùng mình trở lại cái tâm mình hẹp quá. À, do đó mà hôm nay thôi đồng đạo chúng ta cố gắng để rồi chúng ta thực hành làm sao đúng với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Như vậy thì chúng ta phải nguyện đúng theo cái lời dạy Đức Thầy, đó là nguyện là chúng ta cầu cúng hàng ngày chúng ta tha thiết thành tâm thì sẽ đạt được kết quả. Rồi nguyện là sao? Bây giờ mình nguyện, mình ước ao, mình mong muốn là mình cầu Đức Phật để rồi Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh.
Như vậy thì mình cầu ước cao như vậy thì chúng ta phải thực hành mới được chứ đồng đạo. Để chúng ta mới được giảng sanh về bên kia. Bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật đó, thì chúng ta phải dựa trên cái cơ sở gọi là gì? Nhân quả của anh chị em. Hễ mà chúng ta gieo nhân tịnh độ thì chúng ta mới hưởng cái quả tịnh độ. Hôm nay chư đồng đạo chúng ta niệm Phật, chúng ta hàng ngày tu tập niệm Phật, chúng ta hàng ngày làm việc từ thiện, làm việc phước báo, để chúng ta hồi hướng công đức về tịnh độ, thì cuối cùng chúng ta sẽ được cái thành quả tịnh độ. Cho nên hễ chúng ta trồng cái cây gì thì chúng ta hưởng quả nấy. Mình không có gieo nhân tịnh độ mà mình muốn được hưởng quả tịnh độ thì điều này rất là khó chứ đồng đạo. Cho nên chúng tôi thấy chỗ này nè, có nhiều đồng đạo chúng ta đó rất là hiểu lầm chỗ này chứ đồng đạo. Là hiểu lầm sao? Nhiều khi á, suốt cả đời không có tu tập gì hết trơn á. Đến cái giờ phút lâm chung, cuối cùng á, là giờ phút lâm chung rồi đó, thì á, là mời đồng đạo đến để hộ niệm. Hộ niệm 8 tiếng, 12 tiếng, 12 tiếng chưa mềm, niệm 20 tiếng, 20 tiếng chưa mềm, niệm 24 tiếng, niệm hoài từng nào mềm, mềm rồi cái vỗ tay giảng sanh rồi. Thưa chư đồng đạo, điều này rất là khó, không bao giờ có được chư đồng đạo. Không bao giờ có được, chúng tôi khẳng định một điều. Chư đồng đạo chúng ta trồng một cái hạt ớt mà chúng ta cầu đọc chú, niệm chú để mà cho nó lên cái quả cam, được không chứ đồng đạo? Điều này được không? Không bao giờ được, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng đã chúng ta hộ niệm cho đồng đạo, khi mà giờ phút lâm chung chúng ta đến trợ duyên cho đồng đạo, đây là cái điều rất là quý, rất là cần đây. Tức là khi đồng đạo hấp hối đó, mình đến để mà trợ duyên niệm Phật, để cho đồng đạo nương theo, mà để rồi tha thiết để niệm Phật, đó là chúng ta trợ duyên cho đồng đạo. Nhưng mà cái nhân tố của người đó đó, cái người mà lâm chung đó đó, họ có tha thiết thành tâm để mà cầu giảng sanh hay không mới đạt được cái kết quả của anh chị em. Rồi khi mà cái người đó tắt thở ra đi, mà nếu như cái người này không có tu, thì đồng đạo chúng ta đến đó, mình đọc Tây Phương tiếp dẫn mình đến trợ duyên, đây là cái nhân tố để họ gieo được cái phước về sau thôi. Chứ không phải là chúng ta đến đây để rồi hộ niệm cho họ mà họ được giảng sanh. Cái điều này chúng tôi tin chắc rằng không thể nào có được. Cho nên chúng ta có thể nói là phải quả quyết một điều rằng, nếu cái người này không có một cái nhân tố tịnh độ, không có niệm Phật hàng ngày, mà chúng ta đó làm những việc ác, làm những việc bất thiện, và đến giờ phút lâm chung đó tắt hơi thở rồi đồng đạo đến hộ niệm mà mềm thân thể mà giảng sanh, thì cái điều này chúng ta không thể nào tin được. Chúng tôi nói khẳng định mạnh một điều, cho nên chúng ta không nên tin vào cái điều này. Mà mỗi đồng đạo chúng ta phải gieo cái nhân tố niệm Phật, gieo cái nhân tố tịnh độ, để rồi cuối cùng chúng ta mới được giảng sanh được chư đồng đạo. Cho nên hôm nay quý vị mà đến hội trường này, đến nơi đây để mà chúng ta niệm Phật, đó là chúng ta đã gieo nhân tố tịnh độ rồi đó. Thì tương lai chúng ta sẽ được giảng sanh của anh chị em, tương lai chúng ta sẽ được giải thoát. Còn nếu như đồng đạo chúng ta hiện tại chúng ta niệm Phật thành tâm an lạc, thì chính là cái thành tâm an lạc đó là cái thành quả của cực lạc tại thế gian đó chứ đồng đạo. Và tương lai là cái thành quả của mai sau, đó là chúng ta được giảng sanh tịnh độ. Cho nên cái nhân hiện tại chúng ta tu tịnh độ, thì cái quả tương lai là chúng ta được giảng sanh gì cực lạc, là đó là cái điều hiển nhiên không thể nào bàn cãi được rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta tu niệm Phật, chúng ta phải biết được ý nghĩa và Đức Thầy dạy chúng ta đó. Qua cái phương pháp niệm Phật đó, qua cái thực hành đó, thì Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật sao? Niệm Phật có hai cách niệm Phật chứ đồng đạo. Thứ nhất là chúng ta niệm Phật trong thờ phá, cúng xong mình niệm Phật. Như hồi nãy chúng ta cúng xong chúng ta ngồi niệm Phật đó, đó là mình niệm Phật trong thờ phá đó. Rồi niệm Phật thứ hai là gì? Niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Như vậy thì có hai phương pháp niệm Phật, nhưng mà chư đồng đạo, chúng ta áp dụng qua hai phương pháp này đó, thì mình không bao giờ bỏ lọt cái câu niệm Phật chỗ nào hết chứ. Phải không chư đồng đạo, nếu chúng ta xét kỹ nha. Bởi cho nên Đức Thầy dạy mình rất là khéo chỗ này đây. Có nhiều đồng đạo thắc mắc chỗ này lắm. Nó tại sao Đức Thầy dạy mình nó cúng xong muốn niệm Phật cũng được, tại sao Đức Thầy không để cái chỗ này là cúng xong phải niệm Phật? Nếu mà Đức Thầy nói để phải niệm Phật là chắc lẽ đồng đạo mình đó ai cúng xong cũng niệm Phật chứ không ai bỏ niệm Phật, phải không? Nhưng mà Đức Thầy nói là cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Chỗ này là chỗ gì quý vị? Mang cái tính tự nguyện, mang cái tính tùy duyên, bởi vì không có ép buộc. Bởi vì hãy làm cái gì mà ép buộc, cưỡng ép thì sao? Không kết quả mà không hạnh phúc, phải không? Cưỡng ép thì đâu kết quả, cho nên mang cái tính tự nguyện, tùy duyên. Cho nên cái đạo Phật là đạo gì? Tùy duyên, tự nguyện chứ không ép buộc. Vì vậy mà Đức Thầy dạy chúng ta là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, đó là gì? Hãy đồng đạo chúng ta tha thiết thành tâm cầu giáng sanh tịnh độ thôi, cúng xong cố gắng ráng niệm Phật, tu tập lần lần, phải không? Nhưng mà nếu như đồng đạo chúng ta đó bằng cái công việc đồng án, bằng cái công việc này kia nọ, chúng ta không thể nào cúng xong niệm Phật được. Bởi cho nên Đức Thầy dạy mình rất là kỹ chỗ này đây.
mình là người tại gia cư sĩ hàng ngày lo kế sinh nhai mua cuộc sống, còn kẻ buôn tảo bán tằng người làm việc này việc nọ, cho nên nhiều khi buổi sáng cúng ra cúng xong rồi đó mà ngồi đây tịnh tọa nữa thì nó mất cái thời gian, cái công việc làm ăn để mình lo kế sinh nhai mua cuộc sống đây. Thì thôi bây giờ đồng đạo chúng ta được quyền đi làm công việc, nhưng mà không được quyền quên niệm Phật nghe chứ đồng đạo. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt vô cùng, phải không? Cái ý này sâu lắm ạ. Tại vì Đức Thầy nó cúng xong muốn niệm Phật cũng được, mà mình không muốn niệm Phật đó tức là mình bận công việc rồi. Thì bây giờ mình được quyền đi công việc, nhưng mà không được quyền quên niệm Phật là sao? Là mình chuyển qua cái phương thức thứ hai, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Cho nên đi niệm Phật, đứng niệm Phật, làm cái gì cũng niệm Phật được hết. Cho nên chỉ trừ khi đồng đạo chúng ta lao động về trí óc, chúng ta mắc suy nghĩ gì đó thì không niệm Phật được. Còn nếu như chúng ta lao động về chân tay thì chúng ta đều niệm Phật được chứ đồng đạo, phải không? Bây giờ mình quét nhà niệm Phật được không? Được. Bữa củi niệm Phật được, nấu cơm niệm Phật được, lặt rau niệm Phật được, cứ lặt công rau Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật được không? Rồi cái mấy quý vị nam mình đã làm ruộng đó thì sao? Xà phân niệm Phật cũng được, cuốc đất niệm Phật cũng được, đắp bờ niệm Phật cũng được. Nói chung là chúng ta làm tất cả công việc chúng ta đều niệm Phật được hết. Niệm từ trên xe, niệm luôn trên ghe, niệm luôn trên tàu, niệm vào ruộng nương, niệm luôn trong ngoài chợ luôn cũng được đó chứ đồng đạo. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc, phải không chứ đồng đạo? Nhưng mà quan trọng một điều, nghe kỹ lời Đức Thầy dạy đây. Khi cầu nguyện và niệm Phật thì sao chứ đồng đạo? Phải niệm thầm trong tâm. Cái chỗ này là cái chỗ cốt lõi đây chứ đồng đạo. Bởi vì chúng ta niệm thầm trong tâm, chúng ta mới hồi quang phản chiếu, mới trở về tâm mình. Còn nếu như chúng ta niệm bằng cái hình thức bên ngoài đó, nhiều khi cái miệng niệm mà cái tâm không có tưởng tới cái câu niệm Phật chứ đồng đạo. Có vậy đó chứ đồng đạo. Nhiều khi cái miệng niệm mà cái tâm không có niệm. Cho nên Đức Thầy kêu mình khi cầu nguyện và niệm Phật phải niệm thầm trong tâm, tức là chúng ta phải quay trở lại bên trong mới được. Và đặc biệt điều đó, quý vị niệm ra ngoài chợ mà quý vị niệm lớn được không? Mình ra ngoài chợ mà mình niệm thầm trong tâm đâu ai biết mình niệm gì, phải không? Mà mình niệm lớn lên được không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật ra đứng giữa chợ mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chắc người ta đem xe lại chở mình đi quá. Chở đi đâu quý vị? Chở ra Biên Hòa. Phải không? Cho nên chỗ này là rất là nguy, cho nên chúng ta niệm Phật đó lúc nào cũng được, nhưng mà phải trở về bên trong, tức là niệm lại trong tâm. Mà hãy niệm trong tâm thì sao? Quý vị mà để ý đi, càng niệm vào trong tâm chừng nào thì tâm mình càng thanh tịnh, càng niệm vào tâm chừng nào thì tâm mình càng an lạc quý vị. À, mà hãy chúng ta trở về bên trong rồi đó thì mình niệm một cách gọi là tha thiết thành tâm đó. Còn mà niệm bên ngoài rồi nhiều khi đó cái miệng niệm mà cái tư tưởng mình suy nghĩ đâu không. Cũng như chúng tôi xin thí dụ gì nghe. Hồi đó mới có điện đó, cái mua nồi cơm điện về. Quý vị biết sao không? Mình dốt, không có rành cái nồi cơm điện, không biết chưa xài lần nào mà. Để rạo vô, do đồ kia đâu đó sạch sẽ đàng hoàng được phải không? Đầu đậy nắp lại, đem lại cái nồi cơm điện, lại tiếp lô điện đó, găm vô, thấy bóng đèn nó cháy, nó rồi vậy là vô điện được, bỏ đi làm công việc. Bỏ đi làm công việc, tới nào đó bụng về, tới nào đó bụng dở ra. Chàng ơi sao kỳ, nước vẫn còn nước mà gạo vẫn y thinh, không có chín gì trơn kỳ vậy. Coi lợi là sao quý vị? Quên bấm nút. Không bấm cái nút là không chín cơm chứ đồng đạo. Mình ngồi nãy niệm Phật đó chứ đồng đạo. Ngồi niệm Phật nãy ngồi cái tướng đạo mạo trang nghiêm phải không? Người nào cũng bận áo chàng đâu đó ngon lành, ngồi đâu đó xếp bằng được kia, thẳng lưng được kia ngon lành phải không? Nhưng mà coi chừng ngồi đó mà tư tưởng không biết cái nhà, không biết mấy đứa con sao đi đây niệm Phật, không biết mấy đứa con nó làm gì đây. Tức là ngồi đó mà tư tưởng mình nhớ đâu. Là coi chừng chúng ta ngồi đạo mạo trang nghiêm mà mình quên bấm nút, cơm không có chín phải không? Cho nên phải quay lại chính mình mới được. Tức là chúng ta phải niệm làm sao trở về bên trong, niệm thành tâm tha thiết thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Cho nên có câu này của anh chị em. Cậu ở chợ bán đồ tạp hóa đó quý vị. Bán đồ tạp hóa này là cái cậu nghe nói niệm Phật quá tha, quá là nó hay ho, nó màu nhiệm rồi. Thôi bây giờ đó, nói với con cháu, nói bữa nay bà nội á dẹp đóng cửa tiệm lên đi, rồi bà nội á lên gác, bà nội bán đồ có ai là hỏi hen, là nói bà nội á là mắc niệm Phật rồi không có bán. Quý vị nghĩ coi, bà lên gác niệm Phật bon bon nghe im lắm, ngon lắm, cúng trưa rồi niệm Phật ngon lắm. Ai lỡ hỏi mua, mấy nhỏ nít lỡ hỏi mua bánh kẹo này kia nọ, nói không, bà nội không có bán, mà nội mắc niệm Phật rồi. Có cái cô này tìm sao ngay cái giờ đó mà thiệt tình lỡ hỏi chứ, bà nội con đâu rồi, hỏi mày kiếm bà nội con chi, nói cô bổ đồ đám cưới. Cây nói không, bà nội con không bán, mắc niệm Phật rồi. Nghe bổ đồ đám cưới trên gác ngồi niệm Phật nghe, bán, sợ ta bỏ đi quý vị, bổ đồ đám cưới nhiều bán, sợ mắc mối kiếm tối ngày, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng đó, niệm Phật mà chúng ta không trở lại tâm rồi đó, là cái tư tưởng mình niệm Phật ngồi trên gác niệm Phật, nhưng mà chú cái tâm ở dưới chỗ cái tiệm bán mình. Cho nên như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái kết quả nó rất là ít chứ đồng đạo. Mình niệm Phật đều có kết quả hết á, tâm vọng niệm Phật cũng có kết quả nữa. Cho nên chứ đồng đạo, chúng ta nhiều khi niệm Phật đó mình sợ, nói tôi niệm Phật tâm vọng cho nên tôi không niệm nữa, xả nghĩ
cái điều này là chúng ta sai lầm. Tại sao vậy? Bởi vì tâm vọng mà chúng ta xả ra đó, thì chúng ta nuôi cái tâm vọng này chứ đồng đạo. Cho nên hãy tâm mình càng vọng thì mình càng niệm Phật càng nhiều, phải không? Chứ đâu có đâu mà tâm vọng mình xả ra. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đồng đạo nhiều khi nói niệm Phật tâm vọng có tội. Tôi xin thưa cùng toàn thể quý vị, niệm Phật tâm vọng không bao giờ có tội. Tại vì sao? Bởi vì bản chất của chúng sanh vốn là tâm vọng rồi. Mình không niệm Phật nó cũng tâm vọng rồi. Mà thay vì mình ngồi niệm Phật đó chi, để chúng ta diệt trừ đi cái tâm vọng, nó bớt chừng nào thì nó đỡ chừng nấy. Có đâu mình nghĩ được, phải không? Như vậy thì hỡi tâm càng vọng thì chúng ta càng năng nổ cố gắng để mà chúng ta đó chiến thắng được nó thì chúng ta mới đạt được, phải không? Chớ mình mà thả lùi là kể như coi chừng là diệt tu bá tánh bắn lùi như tôm là rồi, phải không? Càng ngày bữa nay vọng ít, ngày mai vọng nhiều ghét. Mới đầu niệm tiếng đồng hồ im, phải không? Ghét từ từ nó thôi, tâm vọng niệm nửa tiếng ghét từ từ 15 phút, ghét từ từ không còn phút nào hết trơn. Thì kiểu này là cái đường tu chúng ta không có phát triển mà bắn lùi. Cho nên chúng ta phải làm sao cố gắng để rồi thực hành. Thì thưa chư đồng đạo, qua cái pháp môn niệm Phật này nó rất là nhiều ý nghĩa, không thể nào mà vàng nói cho hết được chư đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Di Đà ráng niệm cho rành. Tức là chúng ta phải làm sao niệm Phật phải có tính, có nguyện, có hạnh. Và chúng ta phải làm sao thành tâm tha thiết niệm Phật để rồi chúng ta cầu sanh về tịnh độ. Mà hãy chúng ta có thành tâm tha thiết, có niệm trở về tâm thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Nhưng mà đặc biệt người tu niệm Phật đó thì phải làm sao? Thứ nhất đó là chúng ta muốn đạt được kết quả của niệm Phật, niệm rành đó, thì chúng ta phải diệt trừ 10 điều ác, hành 10 điều thiện. Mà chính Đức Thầy nói là sao? Niệm Phật thì phải sao? Niệm Phật thì phải cần tu tập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện là dứt trừ thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Đó là chúng ta niệm Phật thứ nhất là kết quả đây. Tức là chúng ta phải là diệt 10 điều ác. Nam mô miệng niệm lòng lành bá gia, hãy ráng biết rành đường tu. Phải không chư đồng đạo? Còn mà mình niệm Phật đó mà còn tranh đấu hơn thua thì không kết quả mà Đức Thầy không cho của anh chị em. Thương đời như giá mút thêm, mãn lo tranh đoạt thù hiềm với nhau, đến chừng có ốm có đau gian mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho, phải không? Lúc còn mạnh khỏe lo tranh đấu hơn thua, tới nào có ốm có đau gian mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho? Có ông này ông đọc gì của anh chị em? Ông nói đến chừng có ốm có đau gian mùng niệm Phật, Phật nào chứng cho? Ai đợi coi giảng thầy mà ông sửa. Ông nói gian mùng là sao biết không? Là lúc mạnh võ không lo niệm Phật, đến lúc văn mùng là đau bệnh rồi nó đút chết văn mùng đó quý vị. Lúc đó niệm Phật, Phật không chứng nữa rồi, phải không? Đau bệnh hấp hối rồi tới nào mà tắt thở thì ta đem mùng lên ta văn rồi. Cho nên đến dần cốm có đau mà tới văn mùng niệm Phật là lúc đó là không, Phật không chứng rồi. Lúc mạnh khỏe không lo niệm Phật. Nhưng mà thầy nói là gian mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho? Rồi chúng ta niệm Phật mà còn được chứa lòng tài giải Đức Thầy cũng không cho nữa của anh chị em. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật mà lòng thì tà gian là không được rồi. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm phi muốn giật nồi cơm của người sao được, phải không chứ đồng đạo? Cho nên niệm Phật phải làm sao diệt được cái lòng tà của mình. Cho nên Đức Thầy nói là muốn niệm Phật bắt cần sớm tối, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà, tỳ hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng là chỗ này đây. Như vậy thì chúng ta niệm Phật còn cái nữa nghe chứ đồng đạo. Niệm Phật mà mình còn nhỏ to với nhau đấy, Đức Thầy cũng không cho nữa. Cái cô này, cô kia, chị nọ xúm nhau mà xù xì là gì? Thị phi chuyện này chuyện kia, nói chuyện này chuyện kia để mít lòng với nhau, Đức Thầy không cho. Cho nên Đức Thầy nói là thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tức là nhỏ to là nói chuyện thị phi với nhau đó. Thôi rảnh này để niệm Phật đi, đừng có xúm lỡ nói chuyện thị phi nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật gì mới thành được. Mà thưa chư đồng đạo, cái người niệm Phật đó, cái người nghèo niệm Phật cũng đạt được kết quả nữa các anh chị em. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, tuy nghèo dùng đỡ cháo gao bền lòng niệm Phật mà sao thanh nhàn. Muôn người niệm Phật đều đạt kết quả của anh chị em. Từ nay đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái pháp môn niệm Phật phải nói là cái công năng, cái lợi ích vô cùng chứ đồng đạo. Như vậy thì mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao cố gắng để niệm Di Đà ráng niệm cho rành. Chúng ta thực thi đúng như lời dạy Đức Thầy thì sao? Thì mới được sống coi tiên thánh. Có nhiều đồng đạo thắc mắc chỗ này nãy giờ nói niệm Phật cầu giáng sanh về tịnh độ không, mà tại sao chỗ này Đức Thầy nói là niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh? Có nhiều người nó không chịu, tôi muốn niệm Phật về cực lạc à, tại sao sống coi tiên thánh tôi không chịu? Nhưng mà thưa chư đồng đạo khoan hả, mình phải hiểu chỗ này. Đức Thầy dạy chúng ta đây, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Không phải là mình sống coi tiên thánh là mình coi tiên thánh ở thế gian, mà coi tiên thánh ở đây là gì? Tiên ở đây đó có ba bậc tiên chư đồng đạo. Thứ nhất là địa tiên, thứ hai là thiên tiên, thứ ba là giải thoát tiên. Tức là chỉ cho bậc đại tiên là bậc giải thoát, là Phật đó của anh chị em. Cho nên Đức Thầy nói chỗ này đây, ý gì tiên trưởng muốn phiên đời,
mà đời lầm lạc lắm đời ơi, đức thầy mình là tiên trưởng đó. Như vậy thì sống coi tiên thánh là chúng ta được sống gặp thầy mình, được sống gặp Phật đây nè chứ đồng đạo. Phải không? Vậy thì sống coi tiên thánh là chúng ta được coi Phật coi thầy, được gặp Phật được thầy. Ha, vậy thì chúng ta được sống coi tiên thánh tức là chúng ta được gặp Phật, chúng ta được về cảnh giới của Phật, không gì hơn cô bác em. Vậy thì sống coi tiên rồi thánh là gì? Thánh thì có hai bậc thánh. Thứ nhất là thế gian thánh, thứ hai là sức thế gian thánh. Thế gian thánh thì chỉ cho gì? Khổng Tử, Mạnh Tử là thế gian thánh, mà sức thế gian thánh là chỉ cho tứ quả thánh, gọi là bốn quả thánh: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Thì sống coi tiên thánh tức là chúng ta được sống coi Phật chứ đồng đạo. Mà chính là trong bài thơ Bán Chiếu đức thầy nói sao: Đại thánh là Phật Thích Ca, người còn khinh bán huống ta phàm trần. Như vậy thì chúng ta sống coi tiên thánh tức là chúng ta được sống coi Phật, được sống coi thầy chứ không gì lạ hơn chứ đồng đạo. Được dự hội Long Hoa, được về thượng nguyên thánh đức, được giảng sanh Cực Lạc. Cho nên có nhiều đồng đạo thắc mắc chỗ này nè. Như cái bài nguyện mà vừa rồi mình niệm Phật đó: mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Có nhiều đồng đạo nó không chịu niệm Phật mà đến Long Hoa không chịu nữa, về Cực Lạc mới chịu. Nhưng mà ở đây đó, cái danh từ đến Long Hoa là gì? Tức là Long Hoa là cái hội Đức Phật, đức thầy chúng ta lãnh cái sứ mạng để rồi chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho sứ nghị sứ ngôi. Cho nên đồng đạo chúng ta tu trình độ cao thấp gì không biết sao, nhưng mà chúng ta được về hội Long Hoa, được về thượng nguyên thánh đức, rồi tùy cái công đức tu hành của mình đó mà được ban cho sứ nghị sứ ngôi. Thế mà cái người mà đầy đủ thiện căn thì sao? Giáo truyền đại đạo luôn, thấy không? Cho nên đó là liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng mà chào người chân tu nè. Cho nên tùy theo trình độ mà mỗi đồng đạo chúng ta đều tu tập đều phải về hội Long Hoa. Bởi vì đức thầy chuyển lập hội Long Hoa, đức thầy đứng ra để mà lập cái hội Long Hoa này đây, để mà chọn những đấng tu hành cao công quả. Cho nên dù tu về Cực Lạc nữa, chúng ta cũng về hội Long Hoa để rồi được phân định để mà ngôi thứ. Vì vậy mà chúng ta an tâm chứ đồng đạo. Do đó mà đức thầy dạy là niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Mình phải hiểu rằng sống coi tiên thánh tức là chúng ta được gặp Phật, được gặp thầy và chúng ta được giảng sanh về tịnh độ, chứ không gì hơn là khác cái nghĩa này. Nếu như chúng ta hằng ngày tu tập, chúng ta có bổ nguyện cầu giáng sanh tịnh độ, chúng ta làm tất cả công đức phước điền, chúng ta hồi hướng về tịnh độ, thì cái quả vị tịnh độ chúng ta chắc chắn 100% bảo đảm là chúng ta sẽ có. Bởi vì sao? Đức thầy khẳng định chỗ này đây. Chúng tôi đọc câu giảng này quý vị sẽ an tâm liền. Chỗ này đây: ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Tại sao ao sen báo Tây Phương đua nở? Là vì đồng đạo chúng ta dưới này nè, dưới thế gian này nè, chúng ta mỗi mỗi đồng đạo đều tinh tấn niệm Phật. Thế mà mình niệm Phật càng nhiều thì hoa sen càng nở. Mà hỏi ai mà không tinh tấn niệm Phật, mà niệm Phật yếu xìu thì hoa sen nó tớp tớp lại cuối cùng héo luôn à. Cho nên hỏi mà ai mà niệm Phật như thế nào đó thì Đức Phật nhìn hoa sen là biết mình thế gian này mình tu như thế nào, mình tinh tấn hay không rồi. Cho nên hỏi mà chúng ta niệm Phật càng nhiều, càng có công đức nhiều thì hoa sen càng nở. Đến đúng cái ngày giờ đó là chúng ta đầy đủ công đức phước báo rồi, chúng ta về ngự nơi cái hoa sen của mình. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta hỏi ở thế gian này chúng ta niệm Phật tha thiết thành tâm thì đó cõi Cực Lạc là hoa sen đua nở liền. Cho nên Đức Thầy nói chỗ này là ao sen báo Tây Phương đua nở, là chứng tỏ rằng đồng đạo dưới ta, chúng ta ở cõi thế gian này đang miệt mài, đang niệm Phật thành tâm tha thiết đây, cho nên cõi Cực Lạc có đua nở đây. Chứ đồng đạo chúng ta là ở đây niệm Phật một ngày tu niệm Phật đây, cho nên cõi Cực Lạc đang đua nở chính kìa. Quý vị là những đó hoa sen đâu cõi Cực Lạc không đó, để rồi chờ quý vị đó. Mà chính Đức Thầy nói sao? Ao sen báo Tây Phương đua nở nè. Rồi sao nữa? Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Hay là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta niệm Phật nhất định là cái nhân tố tịnh độ, thì tương lai là cái quả giảng sanh về tịnh độ là chắc chắn bảo đảm không bao giờ sai. Cho nên Đức Thầy nói là niệm Di Đà ráng niệm cho rành là cái nhân tu tịnh độ thì mới được sống coi tiên thánh là cái quả chứng. Phải không chư đồng đạo? Thưa cô bác anh chị em, thì qua bốn câu giảng của Đức Thầy, theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Cái câu thứ nhất đó là Đức Thầy dạy cho chúng ta đó, là hôm nay chúng sanh gặp được đạo để rồi chúng ta cố gắng quy tu hành
và một lòng quy theo đạo không bao giờ thay đổi. Dù cho gặp hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn một lòng tu tập, không bao giờ bỏ đạo thôi tu, sống sanh ra khoảng rau mài một đời một đạo đến ngày chúng thân. Khi xưa đó, lúc Đức Thầy còn ở Sài Gòn đó quý vị, thì lúc bây giờ có một số tín đồ ra thăm Đức Thầy bị người Pháp cô lưu ở Sài Gòn đó. Thì ra thăm Đức Thầy thì lúc bây giờ Đức Thầy mới vừa giảng đạo vừa thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Thì trong đó Đức Thầy mới xây ngang mới hỏi một cái số tín đồ đó, hỏi với tôi, hỏi các ông đó, trong các loài hoa nào quý nhất? Thì trong này có người lại miệng dạ bạch thầy, hoa huệ là quý thầy. Ý nói hoa huệ là cái người tu đạt huệ về đây, cho nên nói hoa huệ là quý. Có một đồng đạo nói dạ bạch thầy, theo con nghĩ đó là hoa sen là quý à. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng khói tanh mùi bùng. Con nghĩ là hoa sen là quý là thầy. Rồi có người khác là hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lan, hoa hoài lài, hoa huệ vân vân. Nhưng mà Đức Thầy nói đó, các loại hoa các ông nói đều quý, nhưng mà tôi muốn hỏi cái tính chất của loại hoa. Tôi cho ông biết chỉ có hoa Dạng Thọ là quý à. Ông đã nói dạ bạch thầy, hoa Dạng Thọ quý có phải cái tên của nó là Dạng Thọ không thầy? Thầy nói không phải, không phải cái tên của nó là Dạng Thọ, mà cái hoa Dạng Thọ nó quý là gì? Từ khi mà nó mới trổ ra cái bông đó, nó còn non còn búp đó, cho đến khi nó nở ra, cho đến ngày nó tàn cõi, nó không bao giờ rời cành, không bao giờ bỏ cái thân mẹ. Tức là muốn nói hoa Dạng Thọ quý là ở chỗ thủy chung như nhất, trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Đến ngày tàn cõi mà nó vẫn là ôm sát thân mẹ, không bao giờ rời cành, không bao giờ là bỏ nhánh. Như vậy chúng ta thấy rằng hôm nay ý Đức Thầy muốn nói gì? Chúng ta là người tín đồ Phật giáo bảo, hôm nay chúng ta quy theo đạo thì phải làm sao một đời một đạo không bao giờ thay đổi. Tức là chúng ta phải thủy chung như nhất, trước sau như một. Đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Tức là chúng ta một lòng tinh tấn tu tập, một lòng theo đạo. Đó là cái câu thứ nhất. Đó là chúng ta quy theo đạo và một lòng tu tập. Cái câu thứ hai là Đức Thầy dạy chúng ta là hôm nay chúng sanh đã gặp, có nhân duyên gặp được Phật ra đời rồi, duyên lành đó được khùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần rồi, rài mừng gặp đặng lúc ban ăn duyên trước ngày nay mới có phần. Như vậy thì cái câu thứ hai Đức Thầy chỉ chúng ta là hôm nay có duyên với đạo, gặp được Phật ra đời rồi, thì chúng ta phải làm sao để rồi chúng ta nắm lấy cái cơ hội này, cái nhân duyên này, đừng nên bỏ dở cơ hội này. Bởi vì chúng ta bỏ dở cơ hội này thì không còn cái cơ hội nào nữa của anh chị em, trễ thời kỳ thì khó gặp đặng ta. Cho nên ý cái câu thứ hai là Đức Thầy chỉ cho cái nhân duyên chúng sanh gặp được Phật, gặp được đạo ra đời. Cái câu thứ ba là gì? Câu thứ ba là chỉ cho cái nhân tu tịnh độ. Khi gặp được Phật, gặp được đạo rồi, chúng ta chuyên trì pháp môn niệm Phật, đó là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành, đó là nhân tu tịnh độ, thì mới được sống coi tiên thánh, là cái quả chứng tịnh độ, đó là chúng ta được giảng sanh diệt cực lạc. Thì thưa các anh chị em, qua bốn câu giảng này hết sức thâm thúy vô cùng, không thể nào trình bày cho hết được. Thì thưa cùng toàn thể quý vị, với cái nhiệt tâm của toàn thể quý vị trong cái hội trường này, chúng tôi mặc dù trình bày thì trong cái thời gian rất là dài, nhưng mà quý vị lắng lòng để mà theo dõi, quý vị còn ngồi ở đây là gạo cội không đó chưa được đạo. Thì xin thưa các anh chị em, thì thấy rằng qua bốn câu giảng này, mỗi người chúng ta phải làm sao cố gắng trì hành, tôi và toàn thể quý vị cố gắng để rồi thực thi qua lời dạy Đức Thầy, để rồi chúng ta không phụ công trình vĩ đại của Đức Thầy và không phụ công ơn cao cả của Đức Tôn Sư đã khai hóa, để rồi dìu dắt chúng ta tìm cái con đường giải thoát. Thì qua bốn câu giảng này tin chắc rằng tôi và đồng đạo chúng ta cố gắng thực hành và đồng thời khuyến khích mọi người tu tập, thì nhất định là mỗi người chúng ta đều được hưởng cái phước báo qua lời dạy Đức Thầy, để rồi chúng ta tu tập được giải thoát. Thì thưa các anh chị em, trong kinh Đức Phật dạy Tam Thiên Tứ Bổ Ti Đa hưởng tặng quờ nguy sinh diệt, tứ cứu kinh văn tri thiểu ngộ chi phương chứng bồ đề. Nghĩa là giàu dư của cải cõi tam thiên hưởng tặng tử sanh sẽ đến liền, giảng kệ bốn câu ti thấy ít nhưng mà ngộ rồi chứng đạo đáo tây thiên. Thì trong qua bốn câu giảng này, tin tưởng rằng mỗi người chúng ta sẽ đạt được viên mãn với cái công đức mà chúng ta tu tập và cái khả năng chúng ta niệm Phật để mà cầu giảng sanh về tịnh độ. Thì thưa các anh chị em, thì qua bốn câu giảng này thì đến đây xin được dứt lời trước khi rời khỏi diễn đàn. Thì cũng không quên chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn ban chi sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chân thành cảm ơn các vị ban tổ chức đoàn, chân thành cảm ơn toàn thể ông bà cô bác anh chị em đã nhiệt lòng để người theo dõi trong suốt thời gian này. Một lần nữa nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương, quay linh Đức Thầy đồng chiếu trì gia hộ cho toàn thể quý chúng ta được thân tâm thần lạc, đạo quả viên dung, để rồi nẻo luân hồi không tiếp nối chuyển say về cực lạc, đáp ơn thầy thỏ nguyện.
đến đây xin được dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được thành thật biết ơn giáo lý viên Phạm Trung Cang. Tiếp theo chương trình là đọc bài đáp từ của ban tổ chức. Phần này chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu ông Quỳnh Trọng Tính sẽ đến đây đọc lại bài đáp từ của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể cô bác đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, suốt hơn một tiếng đồng hồ, quý vị đã ủng hộ buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Đến giờ phút này đã hoàn mãn chương trình. Sự duy trì đầy đủ đến phút cuối cùng đã nói lên tinh thần hộ pháp cao quý của quý vị. Vẫn biết thời gian là quý báu, phải bận quá nhiều công việc của một cư sĩ tại gia, nhưng quý vị đã hy sinh, gác lại mọi việc riêng tư đến đây ủng hộ buổi thuyết giảng, làm cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Hơn thế nữa, việc tập hợp nhau hành thiện chi kinh như thế này cũng là dịp để cho đồng đạo chúng ta có dịp giao lưu, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng dìu dắt nhau tinh tấn trên con đường tu tập. Và đây cũng nói lên được tinh thần đoàn kết trong đồng đạo. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Để mọi đồng đạo chúng ta góp phần vào công cuộc hoằng dương chánh pháp, và nhất là chương trình đạo sự trọng tâm của Ban Trị sự Trung ương đề ra là vì đạo pháp, vì dân tộc. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn nồng hậu của toàn thể chư quý vị. Xin cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, Ủy ban Nhân dân xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Xin cảm ơn vị giáo lý viên Phạm Trung Cang, giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, đã cống hiến một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Chúng tôi cũng không quên trân trọng công lao khó nhọc tận tình đặt ban, âm thanh, ánh sáng, tiếp tăng, chủ phòng, tiếp đãi, các mạnh thường quân, quý đồng đạo đã dốc hết lòng vì đạo pháp, đóng góp công sức để hình thành buổi lễ được thành công tốt đẹp như hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý liệt vị. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương, oai linh đức thầy, từ bi gia hộ cho tất cả được Bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thành thật biết ơn ông Quỳnh Trọng Tính đã đọc lại bài đáp từ của ban tổ chức. Để kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý ngày hôm nay, xin kính thỉnh quý vị đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để chúng ta làm lễ bế mạc. Hướng về lễ đài, kính lễ Đức Phật, kính. Dạ thưa thôi. Hướng về lễ đài, kính lễ Đức Quỳnh giáo chủ, kính. Dạ thưa xong, kính mời quý vị tự tiện thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô